đã có lần Chúa xuống trần làm người. Chiều mang thân cát bụi chia sớt ngàn đớn đau. Tình thương cứu Chúa tìm chi sánh bằng được nào. Trong Cha có tất cả nhân ái đầy cho người. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Nhiều khi giông tố về bao khó nguy nặng nề, từng cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an. Hồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu. Trong Cha có tất cả bao hy vọng an bình. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Bao tháng ngày vẫn gắng công đi tìm, tìm cho riêng chính mình hạnh phúc đời ấm êm. Chìm trong dương thế cùng những phút vui mạo tàn, nhưng ai đâu biết rằng chính Chúa nguồn phước đời đời. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi. Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Dạ, cảm tạ ơn Chúa. Xin kính chào tất cả cô chú anh chị em. Trong buổi sáng hôm nay chúng ta được học lời Chúa chung với nhau. Sáng nay lại sẽ nhắc cô chú anh chị em một vài vấn đề và để chúng ta nhớ đến mà chúng ta cầu nguyện. Thứ nhất đó là như ngày hôm qua Lợi có nêu ra, đó là chúng ta cầu nguyện để Chúa tiếp trợ cho có đủ tiền để có thể thực hiện được cái mục vụ xây bồn nước, giúp đỡ để mà chia sẻ nước cho người dân ở trong vùng xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, tức là sử dụng nhà của anh Bùi Ngọc Hòa. Anh đã có một cái giếng sẵn rồi và có máy bơm để phục vụ cho những người xung quanh, nhưng mà những người lớn tuổi đến không có làm được, cho nên anh lại ao ước xây một cái bồn thiệt là cao lên và có đủ nước để bơm lên đó để những người lớn tuổi người ta đến, người ta mở nước, người ta lấy về, người ta sử dụng. Và qua đó thì mình thấy rằng họ biết đến nơi đó có một nơi nhóm lại thờ phượng Chúa, và những người xung quanh sẽ nhìn biết Chúa và có cái cơ hội để mà mình làm chứng về Chúa với họ. Cho nên với số tiền khoảng 15 triệu
thì chú cho nhiều thì chúng ta sẽ xây cái bồn to một chút, còn nếu mà ít thì mình sẽ xây cái bồn khoảng 1.000 lít. Dạ, đó là cái ao ước. Cho nên xin cô chú anh chị em nhớ cầu nguyện, và nếu như được Chúa cảm động thì mỗi người chúng ta dự phần trong cái việc dâng hiến. Đây là một cái mục vụ hết sức là thiết thực. Dạ, lời cảm tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta, Chúa mở ra cho chúng ta để chúng ta có cái mục vụ để chúng ta hầu việc Chúa. Cảm ơn Chúa. Lại nhận được tin nhắn của chị Thu Vân, chị nói rằng gia đình của chị, những đứa con của chị đã khỏe rồi, cảm tạ ơn Chúa. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho bà Nguyễn Thị Minh, 71 tuổi, là mẹ của chị Hòa. Cảm ơn Chúa, chị Hòa đã học chung với chúng ta trong những ngày tháng qua, rồi bây giờ chị cũng đã có viết xuống lời chào cũng như là amen với tất cả chúng ta, cảm tạ ơn Chúa. Và nghe chị Hòa chia sẻ thì mẹ của chị đã tiêm thuốc và đã được khỏe, cho nên chúng ta cầu nguyện để Chúa thêm sức cho bác. Dạ. Rồi trong vòng anh em chúng ta cũng có những người đau ốm, chúng ta cũng nhớ cầu nguyện. Có một chủ đề mà thứ sáu này ở lúc 19 giờ chúng ta sẽ cùng học với nhau, đó là sự lầm lạc của con người. Với câu gốc ở trong Roma đoạn 1 câu 21, chúng ta sẽ dựa trên nền tảng lời của Chúa ở Roma đoạn 1 từ câu 18 đến câu 23 để chúng ta cùng học với nhau, và có 7 câu hỏi tham khảo mà Diễm và chị Thiên Nga đã soạn và đã đưa vào, là cũng đã để ở bên dưới của cái phần mô tả bài học. Mong cô chú anh chị em thông cảm là bởi vì kỳ này do là thực hiện rất là nhiều chương trình, có thể nói rằng dày đặc, cho nên ban điều hành chị Thiên Nga và Diễm cũng quá tải, cho nên đưa bài thì có chậm hơn mọi khi một chút xíu. Nhưng mà xin cô chú anh chị em nhớ đọc và mình xem bài trước, để thứ sáu này chúng ta có một cái buổi học được ơn của Chúa. Chúa cho chúng ta có nhiều cái bài học để nâng đỡ lẫn nhau. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ rồi, còn những cái nan đề của những anh em ở trong hoàn cảnh đau ốm thì lại cũng có để ở bên dưới cái phần mô tả của chương trình, cũng nhớ xem ha. Dạ, mà mình cầu nguyện cho anh em mình trong bàn tay thương của Chúa, cũng như có những anh em ở trong hoàn cảnh khó khăn đó, thì bây giờ chúng ta cũng nhớ cầu nguyện, và nếu cảm động thì chúng ta vẫn còn một vụ giúp đỡ anh em trong hoàn cảnh khó khăn, để trong cái lúc cấp bách chúng ta thấy rằng là nếu mà anh em chúng ta không có được ra rẫy để làm khi mà nghị định 16 mà đến các tỉnh đó, thì sẽ khó khăn ở cái nơi trồng trọt của anh em, mà cũng sẽ ảnh hưởng đến những nơi như thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì những rau củ quả đó phải được trồng ở quê thì mới chuyển lên cho thành phố Hồ Chí Minh. Xin Chúa nghe cũng ở cùng. Yeah. Gần đây thì cô Yến, cô có báo cho lại biết đó là cô bị hư cái điện thoại. Yeah. Và trước đây thì tin tức thông báo về việc đọc kinh thánh thì là ở trong Messenger có cô Yến, nhưng mà có lẽ cái điện thoại của cô có thể bị hư, cho nên rằng cô phải chuyển qua cái điện thoại khác, và chắc có lẽ là trong cái tin thông báo hôm nay việc đọc kinh thánh cô không có xem. Dạ, cho nên rằng chị Thiên Nga và Diễm sẽ giúp khi mà có cô chú anh chị em nào đó bận đột xuất hoặc là không có thực hiện được cái việc đọc kinh thánh cầu nguyện đó. Cho nên chúng ta cũng luôn cầu nguyện cho ban điều hành là những người sẵn sàng bước vào trong những cái chỗ cần. Cho nên cảm ơn Chúa là sáng hôm nay lại sẽ kết nối với phòng Zoom. Dạ, lại sẽ kết nối phòng Zoom của chương trình trở lại ha. Dạ, như vậy thì xin mời chị Thiên Nga. Dạ, xin mời chị Thiên Nga sẽ chào đại diện cũng như là sẽ cầu nguyện và đọc kinh thánh. Dạ, lời đầu tiên thì Nga xin gửi lời chào thăm đến tất cả các cô chú anh chị em, và đại diện chào phòng Zoom, để chào cô chú anh chị em bên YouTube, bên Facebook, lời chào thân thương trong tình yêu thương của Chúa ạ. Dạ, xin chào ạ. Dạ. Hôm nay thì Nga sẽ xin thế cô Yến để đọc kinh thánh, cầu nguyện và đọc kinh thánh. Trước hết thì đến với lời Chúa thì chúng ta cùng nhau cầu nguyện với Chúa trước ạ. Xin hiệp ý cùng Thiên Nga cầu nguyện. Con cảm tạ ơn Chúa vì mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín của Chúa là lớn lắm trên cuộc đời của mỗi chúng con. Cảm ơn Chúa thật nhiều vì chúng con có Chúa. Chúng con thuộc về Chúa và chúng con là con của Ngài.
Cảm ơn Chúa vì một ngày mới Ngài ban cho chúng con. Nhưng trước hết chúng con làm gì trong một ngày mới này thì chúng con phải tìm kiếm Chúa và sự thành tín của Ngài. Con cảm và sự công bình của Chúa. Con cảm ơn Chúa thật nhiều vì Chúa đã hiệp chúng con lại với nhau để chúng con tôn vinh danh thánh của Chúa, cũng như chúng con có thời giờ cầu nguyện với Chúa, và thời giờ này chúng con có thời giờ học lời của Chúa. Con cần lắm Chúa Thánh Linh Ngài ngự giữa vòng chúng con, Ngài mở trí mở lòng chúng con để cho chúng con được hiểu lời của Chúa. Ngài ban cho chúng con sự thông sáng để chúng con nhận biết lời của Ngài qua Thi Thiên 80 này, để chúng con nhận được điều gì trong lời của Chúa để nhằm giúp cho chúng con, nhắc nhở chúng con cũng như dạy dỗ cho chúng con nên làm gì, và chúng con phải chỉnh sửa chính con như thế nào để chúng con được thay đổi và được đẹp lòng Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa Ngài ở cùng trên em lại, Ngài ban cho em có lời của Chúa để chia sẻ trong lời của Ngài, thật đi đúng trong con đường, trong lẽ thật của lời của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa Ngài ơi, Ngài cũng ở cùng với con, Ngài ban cho con được sự sáng suốt để con đọc lời Chúa được trôi chảy. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúa Ngài ơi, Chúa cũng ở cùng trên em Diễm. Hôm nay em cũng thấy cho Thúy Ngọc, vì Thúy Ngọc bận cho nên xin Chúa Ngài ở cùng với Diễm, thêm sức cho Diễm và ban cho Diễm có giọng ca tiếng tốt cũng như cầu nguyện đáp ứng trong bài học ngày hôm nay. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúa Ngài ơi, Chúa cũng ở cùng với tất cả cô chú anh chị em của chúng con, ban cho anh chị em của chúng con nhận biết lời của Chúa mà cùng nhau góp ý trong bài học, cũng như chúng con luôn luôn kết ước với nhau, kết ước với Chúa là chúng con trung tín học lời của Chúa, để lời của Chúa sẽ làm cho chúng con được đổi mới hơn, thay đổi lòng của chúng con, cũng như lời của Chúa sẽ an ủi cho chúng con trong những thời điểm này chúng con rất là cần, và lời của Chúa sẽ làm cho chúng con được sống vui thỏa ở trong Chúa nữa. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Xin sự hiện diện của Chúa Ngài ở trên chúng con và tẩy trị trong giờ này của chúng con. Con tạ ơn Chúa và con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa, Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, Thiên Nga xin đọc Thi Thiên chương 80. Tác giả này xin Chúa cứu vớt dân Ngài khỏi hoạn nạn. Hỡi đấng chăn giữ Israel, hỡi đấng dẫn dắt Gia-cốp như bầy chiên, hãy lắng tai nghe, hãy đấng ngự trên cherubim, hãy chói sáng sự rực rỡ Ngài ra trước mặt Ephraim, Benjamin và Manasseh. Xin hãy dục giả năng lực Ngài và đến cứu chúng tôi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, Chúa dẫn lời cầu nguyện của dân Chúa cho đến chừng nào? Chúa đã nuôi chúng nó bằng bánh giọt lệ và cho chúng nó uống nước mắt đầy đấu. Chúa làm chúng tôi thành bia tranh cạnh cho kẻ lân cận chúng tôi, và kẻ thù nghịch cùng nhau cười nhạo chúng tôi. Hỡi Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Từ Ai Cập, Chúa đã dời sang một cây nho, Chúa đuổi các dân ra rồi trồng cây ấy, cũng sợ đất chưa cho nó bèn chăm rễ và bò đầy đất. Các núi bị bóng nó che phủ, và các nhành nó giống như cây hương nam của Đức Chúa Trời. Các nhành nó vươn ra đến biển, và chồi nó lan đến sông. Vì cớ sao Chúa phá hàng rào nó, để cho các kẻ đi qua lại lặt nó? Heo rừng cắn phá nó và các thú đồng ăn nó. Đức Chúa Trời vạn quân ơi, xin hãy trở lại từ trên trời, hãy ngó xuống đối xem và thăm viếng cây nho này, là tược nho mà tay hữu Chúa đã trồng và là chồi mà Chúa đã chọn cho mình. Cây nho ấy bị lửa cháy, bị chặt vì cớ sự quở trách của mặt Chúa, chúng nó phải hư mất.
Nguyện tay Chúa phù hộ người của tay hữu Chúa, tức là con người mà Chúa đã chọn cho mình. Rồi chúng tôi sẽ không lìa khỏi Chúa nữa. Xin hãy làm cho chúng tôi được sống lại, thì chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Chúa. Hỡi Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại, làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Cảm ơn Chúa. Qua Thi Thiên 80 này, Thiên Nga học được trong này có 3 câu giống nhau. Thiên Nga thấy được đó là câu số 3, câu số 7 và câu số 19. Ông đã kêu van nài Chúa, hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Câu số 7, hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa chói sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Câu 19, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại, làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Đó là ba câu gần giống nhau, nhưng cái lời kêu cầu của ông khẩn thiết nài xin, cho nên ông đã gọi Chúa rất là thiết tha. Ông đã gọi câu số 3, ông đã gọi là hỡi Đức Chúa Trời thôi, nhưng câu số 7 ông lại thêm vào là hỡi Đức Chúa Trời vạn quân, và câu số 19 thì ông thêm vào là hỡi Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân. Bởi vì ông biết được chỉ có Đức Chúa Trời cứu ông, là một Đức Chúa Trời vĩ đại, đắc thắng, cho nên là ông đã nài xin Chúa khẩn thiết và kêu cầu rất là thiết tha về danh của Ngài. Cho nên Thiên Nga đã tìm được câu Kinh Thánh nói về sự kêu cầu. Tôi trong Ephesos đoạn 1 câu 17, tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Khi mà mình cầu Đức Chúa Trời đó thì ban cho mình sự thần trí của sự khôn ngoan thông sáng để mình nhận biết Ngài. Bởi vì chính Chúa là đấng sẽ cứu giải cứu mình, cho nên trong công vụ đoạn 1 đoạn 2 câu 21 có nói rằng, có chép rằng, vả lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Mình nhận biết Chúa của mình là Đức Chúa Trời là ai, và mình sẽ kêu cầu thì mình sẽ được cứu. Dạ, Thiên Nga xin hết về phần bài học của Thiên Nga. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn chị nhóm trưởng Thiên Nga đã chia sẻ để chúng ta nhìn thấy được có ba chỗ mà trước giả đã nhấn mạnh để nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay. Và để hướng cô chú anh chị em vào trong cái phần bài học đó, thì lại có ba ý để lại nói ra ba ý đó, rồi cô chú anh chị em sẽ tìm những cái câu kinh thánh hay những cái ý mà để mình học. Cái ý thứ nhất đó là chúng ta là những con chiên ở trong bầy của Chúa, và Chúa là người chăn. Chúng ta nhớ ha. Ý thứ nhất, chúng ta là những con chiên ở trong bầy của Chúa và Chúa là người chăn. Rồi chúng ta có những bài học gì chúng ta nêu sau cái ý đó. Cái thứ hai, chúng ta là những nhánh nho ở trong cái cây nho mà chính Chúa là gốc. Nha, chúng ta là những nhánh nho trên trong một cái cây nho mà Chúa là gốc. Nha. Và cái ý thứ ba đó là chúng ta đã đánh mất cái giá trị của việc chúng ta là những con chiên ngoan ở trong bầy của Chúa. Chúng ta trở thành những con chiên ương ngạnh. Chúng ta đánh mất cái giá trị. Chúng ta là những cây nho, những cái nhánh nho mà được Chúa che chở, Chúa chăm sóc, Chúa tỉa sữa. Mình lại trở thành những cái nhánh nho hoang, những cái nhánh nho không có kết quả. Và cái hậu quả của cái việc đó là mình sẽ rất là tệ hại. Và cái phương cách để mà mình được trở lại, trở thành những con chiên ở trong bầy của Chúa, trở thành những cái nhánh nho kết quả, đó là chúng ta phải quay lại và phục hưng á, hay là hồi phục và xin Chúa phấn hưng chúng ta. Cái câu mà chị Thiên Nga nhắc lại ba lần trong cái phần đoạn kinh thánh này đó, chính là ở cái chỗ là Chúa phấn hưng chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải cầu xin Chúa để Chúa phấn hưng chúng ta và Chúa sẽ giúp cho chúng ta. Thì đó là ba ý mà lại muốn cô chú anh chị em mình học ngày hôm nay, xoay quanh ba cái ý đó để mà mình có được cái phần bài học cho chính mình, để mình thấy thực trạng của mình.
Dạ, rồi bây giờ thì cô chú anh chị em để lời đọc cái ý của Diễm ở bên Facebook. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cảm ơn Chúa. Mà qua đó chúng ta mới thấy được đó là Đức Chúa Trời quá yêu thương chúng ta. Dạ, yêu thương chúng ta lắm. Cho nên Chúa tạo dựng chúng ta lên trong cái cuộc đời này. Chúa tạo dựng nên loài người là để làm đối tượng Ngài yêu. Cho nên chúng ta nhìn thấy đó, một điều đó là lẽ ra chúng ta được tạo dựng nên để chúng ta ở trong cái vòng tay yêu thương của Chúa, để Chúa chăm sóc gìn giữ chúng ta. Nhưng mà vì cớ tội lỗi của chúng ta, đó, Adam và Eva đã phạm tội, cho nên tội lỗi đã vào nhân loại, và nhân loại, những loài người đã bắt đầu phạm tội và mỗi ngày một gia tăng. Chúng ta nhìn thấy ha, họ xây tháp Ba Bên, Chúa tán lạc họ ra, họ phạm tội đến nỗi Chúa phải cho nước lục để mà hủy diệt họ. Chúa yêu thương, Chúa đã chọn gia đình của Noe để gia đình của Noe duy trì cái nòi giống của loài người ở trên đất. Nhưng mà rồi từ đó tội lỗi vẫn còn tiếp tục. Mặc dù sau khi diệt hết nhưng mà tội lỗi vẫn còn và nó lại tiếp tục, và trong những người con của Noe thì chia ra nhiều dòng mà chúng ta thấy tội lỗi lại tiếp tục gia tăng. Rồi Chúa lại yêu thương, Chúa chọn Abraham để rồi Abraham trở thành một dân tộc được tuyển chọn, và qua dân tộc đó thì đấng cứu thế đến để cứu chuộc cả nhân loại. Đó là cái chương trình rất là tuyệt vời trong cái tình yêu của Chúa, để chúng ta thấy được chúng ta được tạo dựng bởi tình yêu của Chúa và là đối tượng để Chúa yêu, để mình thấy cuộc đời của mình hạnh phúc. Và hướng đến cái nội dung của bài học lại nói đó, là chúng ta phải thấy mình là những con chiên ở trong bầy chiên của Chúa, là những nhánh nho mà được Chúa tỉa sữa nâng nó lên để nó có trái đó. Nhưng mà vì cớ tội lỗi luôn, vì cớ tội lỗi, những con chiên nó ương ngạnh, nó đi tẻ tách ra khỏi bầy, nó đã bị muông sói cắn nó đến nỗi bị thương, bị vết. Nhưng mà người chăn đã tìm, mà có những con chiên nó đi lạc, và nó đi lạc, và Chúa nói rằng còn nhiều bầy lắm không có thuộc bầy này, và Chúa muốn đem tất cả về để cuối cùng chỉ còn một bầy thôi. Và chúng ta ngày hôm nay đã được Chúa đem về ở trong bầy của Chúa, chúng ta phải thấy điều đó. Đó, cho nên chúng ta đưa ra, và cô chú anh chị em có những cái bài học hay những câu kinh thánh nào nói đến việc là chúng ta là con chiên, rồi Chúa chăm sóc chúng ta như thế nào, Chúa dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh tươi mát nước bình tĩnh thế nào, chúng ta đưa vào để chúng ta thấy phước hạnh của một con chiên mà được ở trong chuồng hay là được ở trong bầy của Chúa. Được ở trong bầy của Chúa là mỗi buổi sáng Chúa điểm danh từng con cho nó vào đồng cỏ xanh tươi mát nước bình tĩnh. Rồi khi đi qua trũng bóng chết thì người chăn ẵm bồng nó, đi qua những vũng nước sâu thì ẵm bồng nó, rồi cây trượng và cây gậy của người chăn ở cùng để mà đánh đuổi muông sói, để mà giúp cho con chiên được bình an. Đó, rồi chiều về thì đem nó vào trong chuồng, điểm danh từng con kêu từng tên, rồi cho nó được ngủ bình an. Chúng ta có cảm thấy cuộc đời của mình được phước hạnh khi mà mình là chiên ở trong bầy của Chúa không? Thì cô chú anh chị em viết xuống, và lại muốn cô chú anh chị em chia sẻ những cái câu kinh thánh liên quan đến cái vấn đề là chúng ta là chiên ở trong bầy của Chúa, rồi chúng ta là những nhánh nho ở trong cái gốc nho, được tháp vào trong cái gốc nho. Dạ, nhưng mà nếu như nhánh nho mà nó không kết quả đó thì nó sẽ bị cắt bỏ. Ở đây thì đang muốn nói đến cái chuyện là nếu như chúng ta mà cả cái cuộc đời của chúng ta mà chúng ta không có kết quả, chúng ta phải trao mình ở trong tay của Chúa, rồi Chúa sẽ tỉa sữa nâng lên để chúng ta có kết quả. Và coi chừng nếu như chúng ta là những cái nhánh nho hoang, những cái nhánh nho chống nghịch, không có tin cậy Chúa và tách khỏi gốc thì coi như là chết. Một nhánh nho mà tách khỏi gốc thì sẽ không còn sự sống nữa. Cảm ơn Chúa, chị Hiên đã đưa vào câu kinh thánh đó là Giăng đoạn 10 câu 16. Giăng đoạn 10 nói nhiều đến việc Chúa là người chăn mà chúng ta là chiên ha. Rồi như vậy thì ở đây lại sẽ đọc cái câu kinh thánh của chị Hiền. Ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Cảm ơn Chúa. Câu kinh thánh Giăng đoạn 10 câu 16. Ở đây chúng ta sẽ thấy được cái bài học của Chúa anh chị em. Có nghĩa là thứ nhất,
Cảm ơn Chúa nếu chúng ta đã được Chúa tìm và đem về trong bầy của Ngài. Trước đây chúng ta là những người đi lạc, rồi chúng ta lạc lối ở trong cái cuộc sống của mình. Chúng ta không biết đến Chúa, chúng ta cũng không biết được mình là một con chiên mà Chúa muốn đem mình về. Đó, nhưng mà rồi Chúa đã sử dụng người này người kia để làm chứng cho mình, để mà mình được như ngày hôm nay trở thành con chiên ở trong bầy của Chúa. Rồi chúng ta học điều đó để chúng ta thấy được là sao Chúa quá yêu chúng ta nha. Chúa quá yêu chúng ta, sở dĩ chúng ta ngày hôm nay được học kinh thánh chung với nhau, được thờ phượng Chúa, được sống một cái cuộc đời hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây không có nghĩa là phải giàu có, nhà lầu, xe ô tô nha cô chú anh chị em, nhưng mà hạnh phúc là mình có được cái đời sống mà mình thỏa lòng ở trong Chúa đó. Mình tin kính Chúa và mình thỏa lòng và mình được một cái lợi lớn ấy, là mình ngày hôm nay được làm con của Chúa. Còn ai mà thấy mình là con của Chúa mà không có hạnh phúc thì xem lại ha. Nha, mình phải hạnh phúc, phải vui mừng vì cớ mình được làm con của Chúa. Rồi, mình học bài học nữa là sao? Còn nhiều người chưa có được hưởng cái hạnh phúc như mình. Còn có nhiều con chiên, còn có nhiều người đi lạc, còn có những bầy khác nữa, nhưng mà Chúa muốn đem về để trở thành một bầy duy nhất ở trong nhà của Chúa. Nói đến đây đó, thì cô chú anh chị em sẽ thấy một điểm, một cái bài học nữa đó cô chú anh chị em. Nếu mình khẳng định mình đang là một bầy chiên, mình đang là những con chiên ở trong bầy của Chúa nha, và chúng ta nhìn ra chúng ta thấy còn nhiều nhiều nhóm và thậm chí là những tà giáo, cô chú anh chị em để ý, những hệ phái, những tà giáo đang lầm lạc, đang đi sai đường, chúng ta cầu nguyện cho họ nha. Chúng ta cầu nguyện cho họ để Chúa cũng đem họ về và phải có một bài, cô chú anh chị em lại có một cái khải tượng riêng lại thôi. Và đó là lại nhớ có một lần lại xem cái video nói về cái sự phục hưng ở đất nước Colombia đó. Thì khi mà những cái tổ chức mà ma túy, những tổ chức tội phạm nó thống trị, nó kinh khủng lắm. Và nhiều hệ phái lúc đó người ta đã bắt đầu hiệp lại với nhau. Nhiều hệ phái tin lành người ta hiệp lại với nhau, người ta cầu nguyện và cuối cùng Chúa đã giải thoát đất nước Colombia. Những cái tổ chức tội phạm bị đóng cửa, đồng bóng bị dẹp và người ta đã có được một cái cơn phấn hưng rất là lớn. Ngày hôm nay đó thì dường như có một cái điều gì đó nó chưa được hòa thuận ở trong những bầy riêng lẻ nha. Có thể có những con chiên nó nói rằng không, cái bầy của tôi đang ngày hôm nay rất là ổn rồi, không có cần tiếp nhận thêm ai hết. Và đôi khi chúng ta không có chịu mở lòng để tiếp nhận anh em của mình nha. Cho nên Chúa nói rằng phải cuối cùng phải có một bầy mà thôi, chỉ có một bầy mà thôi. Không có phải rằng tôi theo Apollo, tôi theo Paulo hay là tôi theo người này người kia, nhưng mà chỉ có một hội thánh phổ thông mà thôi. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta ý thức được điều đó, để chúng ta phải trở thành những cái nhánh nho mà sẵn sàng ghép vào trong thân của Chúa hay là hội thánh của Chúa. Và nếu như ngày nào đó chúng ta vẫn còn phân biệt tôi hệ phái này, anh hệ phái kia, thế này thế nọ thì cẩn thận, bởi vì lúc đó chúng ta vẫn còn riêng lẻ lắm. Xin Chúa giúp cho chúng ta để có được cái sự phấn hưng trên đất nước Việt Nam đó cô chú anh chị em. Lại nhớ lại ngày xưa một sư quản nhiệm của Lại đó, ông có tâm tình lắm và ông rất là muốn cái sự phấn hưng. Ông lúc nào cũng cầu nguyện về sự phấn hưng, bởi vì trong cuộc đời của ông khi ông ở Viện Thánh Kinh Thần Học ở tại Nha Trang đó, thì ông đã được một lần cái sự phấn hưng tại cái viện thần học đó. Và ông đã ý thức được cái việc đó, cho nên ông rất là ao ước cái sự phấn hưng ở trên hội thánh địa phương và trên đất nước Việt Nam. Cho nên lúc nào ông cũng cầu nguyện. Và một trong những cái điều mà Chúa muốn chúng ta đó, đó là chúng ta phải hiệp một. Dạ, để khi nào rồi chúng ta mở lòng ra với nhau, chúng ta yêu thương nhau, chúng ta đừng có những cái gọi là cách biệt nhau đó, thì Chúa sẽ đối xem chúng ta. Và chúng ta là những con chiên, là chỉ nhắc đó là chúng ta là những con chiên ở trong bầy, và Chúa muốn chỉ có một bầy thôi. Rồi một cái cây nho
chỉ có một gốc thôi, đó là Chúa Giêsu. Và hễ cứ ai tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình thì phải tháp vào trong cái gốc nho đó và cái cây nho đó. Cho nên tất cả chúng ta phải trở thành một của Chúa anh chị em. Còn nếu cái điều gì nó đang ngăn trở chúng ta, nó đang làm cho chúng ta không trở thành một thì điều đó không có đúng, không có tốt. Cho nên chúng ta xét lại trong hội thánh Chúa đó, nơi chúng ta sinh hoạt, và chúng ta có yêu thương nhau, chúng ta có hiệp một nhau không? Rồi hội thánh này với hội thánh kia có quan tâm đến nhau không? Đâu đó vẫn còn có nhiều cái điều rất là buồn là ở một nơi thì rất là dư. Lại biết có những nơi, bây giờ lại lấy một cái thí dụ thôi rất là đơn giản. Có một nơi nhiều cái thiết bị, trang thiết bị rất là nhiều. Nhưng mà có một nơi thì lại rất là thiếu. Một cái loa cũng thiếu, một cái âm ly cũng thiếu, một cái máy quay cũng thiếu. Thì có bao giờ chúng ta nhận được cái sự hỗ trợ qua lại không? Là chỉ nói một câu đó là chúng ta tự suy nghĩ và chúng ta sẽ thấy chúng ta vẫn thật sự chưa phải là những nhánh nho cùng ghép vào một cái thân mà Chúa Giêsu là gốc. Chúng ta vẫn còn thật sự chưa có muốn nhập bầy với nhau, mà chúng ta vẫn còn nói rằng ô, bầy chiên của tôi là đang tốt rồi, đồng cỏ của tôi đang xanh rồi, anh ở bên anh đi, tôi ở bên tôi. Và chúng ta đang có những điều làm Chúa cản trở cái điều mà Chúa muốn chúng ta phân hưng, Chúa muốn chúng ta được hồi phục, Chúa muốn chúng ta trở thành hiệp một ở trong Chúa nha. Đó là cái điều mà tự nhiên sáng nay Chúa nhắc nhở cho lại rất là nhiều. Và bây giờ lại sẽ trở lại để đọc những ý của chúng chị em rất là nhiều ý ha. Dạ, cảm ơn Chúa, rất là nhiều ý mà lại sẽ đọc. Bây giờ Diễm cũng nói rằng đưa những cái câu kinh thánh để chúng ta thấy ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Chúng ta thấy ha. Có một lần lại được một đại tớ của Chúa giảng về cái chỗ này. Thì nếu mà mình đọc mà mình thấy rằng hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, thì như vậy thì bỏ hết sao? Nếu mà chúng ta đọc tới đây thì chúng ta sẽ thấy rằng ồ, cái cứ người nào mà không có được kết quả thì Chúa bỏ hết sao? Nhưng mà nếu mà mình đọc thì mình sẽ hiểu cái chặt ở đây đó. Có nghĩa là Chúa sẽ chỉnh sửa đó, tỉa sửa, nâng đỡ, rồi giúp cho cái nhánh đó nó kết quả. Còn những cái nhánh nào kết quả thì lại được sai trái hơn, có nghĩa là nhiều trái hơn. Đó, cho nên chúng ta thấy nếu mà chúng ta đi theo Chúa mà chúng ta chưa có kết quả đó, thì chúng ta hãy trao cái mình cho Chúa. Mà nếu ai trong chúng ta là người nông dân đó, thì chúng ta trồng, chúng ta biết có những cái lá nó hư, có những cái nhánh nó hư thì mình chỉ tỉa, mình bỏ. Thì ở đây ý muốn nói là gì? Là chúng ta là những cái nhánh nho mà có những cái chỗ nào nó khô héo, những chỗ nào nó làm cho nghẹt ngòi, những cái nhánh nó không có mọc lên được, những cái chỗ nào nó xấu, nó tệ, thì Chúa sẽ cắt bỏ, chỉnh sửa để chúng ta trở nên một cái nhánh xanh tươi, có những cái chồi nó sẽ mọc ra và đời sống chúng ta sẽ tốt hơn. Chúng ta phải hiểu ở cái chỗ này như vậy. Có nghĩa là khi nào cô chú anh chị em có những cái cay đắng ở trong lòng của mình, có những cái khô hạn ở trong lòng của mình, trong suy nghĩ, trong tâm trí của mình, thì hãy trao cho Chúa để Chúa cắt bỏ những cái đó. Và khi mình đã trao mình cho Chúa rồi đó, thì Chúa là người trồng nho rất là tuyệt vời. Chúa biết cái chỗ nào nó không tốt, cái chỗ nào nó có khuyếm khuyết, và Chúa sẽ cắt bỏ, Chúa sẽ giúp chúng ta dù có thể đau một chút xíu. Cái chỗ vết thương nó có thể phải chảy những cái nhựa ra, cái cây nó phải chịu đau một chút xíu, nhưng mà tại chỗ đó rồi nó sẽ lành và những cái tược non nó sẽ mọc ra. Và đời sống của chúng ta cũng như vậy. Có nhiều khi mình bước theo Chúa, mình cũng còn buồn bã, mình vẫn còn những cái bệnh tật, những cái đau ốm, thậm chí là những cái điều mà mình tổn thương ở trong lòng nữa của chúng chị em. Rồi mình giữ hoài à, cho nên đời sống mình không có kết quả. Và mình cứ đi nhà thờ giống như tưởng như sống mà chết đó. Có nghĩa là tôi tới tôi dự lễ thôi, tôi nghe xong bài đó rồi tôi về và tôi cũng không có cái gì tươi mới hết. Và tôi vẫn còn cay đắng, tôi vẫn buồn anh em, và cái tổn thương đó nó vẫn còn. Nhưng nếu chúng ta chạy đến với Chúa, chúng ta nói rằng Chúa ơi, con là một cái nhánh nho, nhưng mà con không hiểu sao cuộc đời của con nó không có tươi mới hết trơn nha. Cuộc đời của con nó cứ èo uột hoài, nó không có ra trái được, con không có kết quả được. Vậy thì xin Chúa giúp cho con, và Chúa sẽ chỉ cho chúng ta thấy rằng ồ con ơi, chỗ này nè con cần phải bỏ nó, chỗ này con cần phải bỏ nè, để cho ta tỉa, ta cắt, ta sửa, ta chỉnh lại, để con sẽ bắt đầu tươi mới hơn ở một cái đời sống. Nó sẽ ra những cái tược non, những cái chồi mới để mà con được phát triển, và con sẽ kết quả, và thậm chí là kết quả nhiều nữa. Và nhiều cuộc đời như vậy, nhiều cuộc đời đã được biến đổi bởi quyền năng của Chúa để trở thành những người kết quả cho Chúa của chúng ta.
Còn nếu chúng ta sống mà cả cuộc đời mình cứ tàn tàn theo Chúa, vẫn còn đó những cái lá nhưng mà nó èo uột và giống như một cái cây vả vậy đó, nó xum xuê ở bên ngoài nhưng mà nó không có trái, nó không có ích gì hết. Dạ, xin chúng ta nhớ cái điều đó. Dạ rồi, cảm ơn Diễm đã đưa vào. Rồi Chúa nói rằng hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một loại ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Dạ, chúng ta nhớ ha, không ở trong Chúa thì sẽ không có kết quả được. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta ý thức được cái điều đó rất là quan trọng. Dạ, rồi ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Giăng 15 câu 7 mà Diễm đưa vào và chúng ta cũng nhớ đó là gì. Nhiều người đọc tới đây thích cái phần chót lắm. Dạ, cái phần chót là gì? Là hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó, cắt ngang đó thôi. Ồ, Chúa nói mà cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Bây giờ con muốn đâu có gì sai đâu. Con muốn có tiền, con muốn có danh vọng địa vị, con muốn cái hợp đồng của này nó phải thành, con muốn tiền đầu tư kỳ này nó phải tốt. Nhưng mà chúng ta quên đi cái vế trên. Vế trên là gì? Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi. Có nghĩa là nếu như các ngươi cứ ở trong ta và lời của ta ở trong các ngươi thì hãy cầu xin những điều mà mình muốn. Mà khi mà mình ở trong Chúa đó, khi mà lời của Chúa ở trong mình đó, thì những cái điều mà mình muốn nó không có sai với Kinh Thánh, nó không có sai với ý muốn của Chúa. Bởi vì mình sẽ phát hiện liền à. Giống như một người đã biết luật đó, thì khi làm sai sẽ biết mình sai luật nha. Một người mà biết luật thì không thể nào đến với cái ông quan tòa để mình mà xin cái điều sai luật được. Bởi vì mình đã biết luật và mình biết cái điều sai thì mình không thể nào xin sai. Cho nên nếu một người nào ở trong Chúa mà phải cứ ở trong ta nha, có nghĩa là luôn luôn đó, chứ không phải nay ở trong Chúa rồi mai ở ngoài hả. Những người nào mà cứ ở trong ta có nghĩa là ở trong Chúa luôn luôn, và những lời ta ở trong người đó, lời của Chúa ở trong các ngươi đó, ở trong cái người mà nhờ cậy nơi Chúa, thì cầu xin những điều mà mình muốn, tức là những điều mà ở trong ý muốn của Chúa, thì Chúa mới ban cho chúng ta. Chúng ta phải nhớ điều đó nha. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn Diễm. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Chính Chúa Giêsu vẫn đặt mình ở trong cái sự vâng giữ ý muốn của Đức Chúa Cha. Chúng ta thấy ha, Ngài vốn bằng Đức Chúa Trời nhưng mà không có xem cái sự đó bình đẳng với Đức Chúa Trời, nhưng mà hạ mình xuống, vẫn ở một cái vị trí là vâng phục và thậm chí chịu chết cho chúng ta, và thậm chí chết trên cây thập tự nữa. Nên chúng ta hãy học theo gương của Chúa Giêsu. Là ngôi hai trong ba ngôi, Đức Chúa Trời lại tự hạ mình xuống và vì cớ yêu thương chúng ta, đặt mình ở trong cái sự dẫn dắt hay là đặt mình ở trong ý muốn của Đức Chúa Cha. Rồi, chúng ta tiếp, chúng ta sẽ thấy cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài, ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. 15 Giăng 15 câu 10 câu 11. Dạ, cảm ơn Chúa. Sáng nay mình nhớ ha, mình là một con chiên. À, con chiên sở dĩ mà Chúa ví chúng ta là một con chiên vì con chiên là một cái con rất là hiền. Và nó hiền lắm và nó không có cái khả năng tự vệ nữa. Dạ, xin Chúa giúp chúng ta. Chắc có lẽ lại ngừng ở đây, lại muốn không biết em Hương, anh muốn mời em Hương góp ý có được không? Rồi anh sẽ đọc tiếp yếu của chú anh chị em sao. Rồi anh mời em Hương. Dạ, cảm Chúa. Em đọc vô trong cái Thi Thiên 80 này đó, thì em thấy có ba câu được lặp đi lặp lại. Đó là câu số 3, số 7 và câu cuối cùng đó. Tức là hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy xem chúng, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa chói sáng thì chúng tôi sẽ được cứu. Đó, cái bài này, khi mà cái bài thơ này đó thì em đọc đó, thì em thấy là do dân sự họ phạm tội cho nên mới bị Chúa quở trách. À, chứng tỏ là ở trong cái câu gần cuối đó thì Chúa nói câu số 16 đó, thì hồi nãy giờ nói về anh nói về cây nho quá chừng luôn. Câu số 16 thì nói đó là cây nho ấy bị lửa cháy, bị chặt vì cớ sự vỡ trách của mặt Chúa.
chúng nó phải bị hư mất, cho nên nó là do dân sự bị phạm tội. Có đôi khi anh nãy anh nói cái chỗ mà đôi khi cái cuộc đời của mình nó có những cái này cái kia, Chúa cần phải cắt, phải tỉa sữa đó, mà làm cho nó đau đớn đó. Thì có những cái giai đoạn mình thấy hình như là toàn bộ những cái việc gì đâu á nó xảy ra cho mình, nó không phải là hanh thông suôn sẻ như mình nghĩ là cuộc đời đi theo Chúa được Chúa bảo vệ chăm sóc sẽ không có bị điều này điều kia xảy ra. Nhưng thực ra nó có những cái giai đoạn mà bị cắt, làm như là bị tỉa sữa, bị trái, bị heo rừng nó cắn, rồi bị thú đồng ăn, rồi nói chung là quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc mà mình tưởng đâu là không có Chúa ở đó, cho nên cứ quằn quại rên xiết và kêu rằng Chúa ơi đem con lại đi, Chúa ơi Chúa ở đâu rồi, Chúa đem con lại, Chúa chiếu sáng mặt Chúa lên cho con được cứu đi, cứ la làng lên như vậy. Nhưng mà mình không nhìn lại mình. Thực ra cái lúc mà được tỉa sữa đó thì mình nên nhìn cho mình, giống như Gia-cốp cái đêm mà vật lộn với Chúa đó, thì ông Chúa hỏi ngươi tên gì. Không phải Chúa không biết Gia-cốp tên gì, nhưng Chúa muốn Gia-cốp nhìn lại chính bản thân mình, xem mình là ai, mình đã làm cái gì. Chứ Chúa không có hỏi đến cái nan đề mà Gia-cốp đang đối diện, đó là đang đối diện với Sao-lơ. Cho nên đó là đối với Adam Eva cũng vậy, Chúa hỏi là con đã làm chi vậy. Nhưng mà Adam và Eva không ai nói là con đã làm điều đó, mà đổ thừa qua đổ thừa lại. Adam thì đổ thừa Eva, Eva thì đổ thừa con rắn. Không ai nhìn nhận lại chính mình để mà nhìn lại xem mình đã làm cái gì. Cho nên cái lúc mà Chúa tỉa sữa là cái lúc mà mình cần phải nhìn lại xem mình đã làm cái gì, và Chúa muốn làm cái gì sắp tới trên cuộc đời của mình. Đó mới là cái điều cần nhìn, chứ đừng có ngồi la lên viết là Chúa ơi Chúa ở đâu, Chúa ở đâu. Chúa vẫn ở đó, tại vì mình đã mở miệng, mình mời Chúa Giê-xu bước vào lòng mình làm Chúa chủ cuộc đời mình, thì mình đang bị tỉa sữa hoặc là lúc mình đang phạm tội, Chúa vẫn ở đó, chứ Chúa không có rời đi. Cho nên đó là nhìn lại xem mình đã làm cái gì thật sự. Và cảm ơn Chúa là khi mà em đọc đến đây em thấy rất là tuyệt vời. Đó là dân sự đó, trong cái lúc mà giống như hoảng loạn, như không có Chúa ở đó, thì họ có một cái lời hứa nguyện ở trong câu 17 đó. Nguyện tay Chúa phù hộ người của tay hữu Chúa, tức là con người mà Chúa đã chọn cho mình, rồi chúng tôi sẽ không lìa khỏi Chúa nữa. Xin hãy làm cho chúng tôi được sống lại, thì chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Chúa. Đó là cái điều mà quan trọng. Mình cần phải có một cái hứa nguyện, giống như bữa hôm trước học về cái sự hứa nguyện. Thà là đừng hứa, nhưng mà hứa là phải hoàn nguyện. Nhưng mà có điều á, là không phải nói như vậy để mình không hứa, nhưng phải có một cái sự hứa nguyện. Hứa nguyện để mình kết ước, mình có một cái sự trung tín cho cái việc đó. Vì Chúa rất là quan trọng cái sự trung tín. Jose và Caleb á, trong 2 triệu người, nhưng mà chỉ có 2 người trung tín thì cuối cùng còn sót lại. 2 người đó là lớn tuổi hơn trong những cái người còn lại của dân Israel. Cho nên đó là và Chúa cũng chọn David vì cớ David trung thành, như trong công vụ đoạn 13 câu 22 đó. Vì cớ người sẵn sàng tuân theo mọi ý chỉ của ta. Cho nên đó là ở đây đó là cần nên có một cái sự hứa nguyện. Khi nếu mình không có cái sự hứa nguyện đó, thì mình sẽ sống nó giống như nó trôi đi thôi, thì làm được làm không được thì thôi, không quan trọng. Nhưng mà khi mình hứa rồi đó thì mình phải cố gắng hết sức để làm cho được. Đó là cái điều mà em học ở đây và em thấy rất tuyệt vời. Khi mình hứa với Chúa đi, ở trong cái hoạn nạn nào đó hứa, để rồi sau cái hoạn nạn mình trung tín với Chúa hơn, mình trung thành với Chúa hơn, mình kết ước để mình bước đi theo Chúa nó có cái kết quả hơn. Chứ mình không có hứa nguyện mình không có cái kết quả đâu, thực sự mà nói á. Dạ, cảm ơn Chúa, em học được như đó. Cảm ơn Chúa, cảm ơn em Hương đã chia sẻ. Và chúng ta thấy trong cái cơn gian truân thì họ đã xin Chúa, xin cứu Chúa phục hồi họ, thì rồi họ sẽ không có lìa khỏi Chúa nữa. Và chúng ta thấy rằng mình cũng giống vậy ha. Mình cũng xin Chúa hoài, Chúa ơi giúp cho con qua khỏi cái nạn này ha, giúp cho con qua khỏi cái lần này đi, rồi con sẽ đi nhà thờ trở lại ha, con sẽ học kinh thánh trở lại ha. Nhưng mà rồi thấy giống như sao sẹt vậy, một thời gian là lại là trốn mất tiêu, rồi lại quay trở lại khi mà lại có vấn đề.
Nhưng mà Chúa vẫn yêu, mà chúng ta nhớ ha, đừng có cứ lặp lại cái điệp khúc, gọi là giống như điệp khúc của dân sự trong đồng vắng đó, kêu cầu Chúa phục hồi xong rồi lại phạm tội, lại phàn nàn rồi lại kêu cầu. Mà cái đời sống của mình giống như vậy á, có thấy được như vậy mình mới thấy Chúa rất là yêu mình. Và cảm ơn Chúa, anh Mười có đưa vào trong Facebook, đó là Gia Cơ đoạn 1 câu 12: Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chúng ta lưu ý nha, ở đây nói rằng phước cho người bị cám dỗ, ý muốn nói là phước cho người đang chịu những cái sự hoạn nạn, bắt bớ, thử thách đó. Rồi để làm chi? Để vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi. Lưu ý nha, chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Ai mới là người chịu nổi cái sự thử thách của Chúa anh chị em? Là người kính mến Ngài. Chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy cái người mà chịu nổi cái sự thử thách đó sẽ được hưởng cái mão triều thiên của sự sống, và đó là người kính mến Chúa. Cho nên một trong những cái cách để mà chúng ta vượt qua những cái cám dỗ, những cái thử thách là chúng ta phải kính mến Chúa, yêu mến Chúa. Trước hết mọi sự hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Chúa sẽ thêm cho mình mọi điều khác nữa. Trong cái câu này chứ không phải rằng mình phó mình cho cám dỗ. Nhiều người nói rằng ô vậy thì cái câu này là phước cho người bị cám dỗ, tôi đang bị cám dỗ, tôi được phước à, tôi sống tôi như là, và cuối cùng mình có thắng được cám dỗ không, hay là mình ngã dài luôn, mình bội đạo luôn, bởi vì mình không có kính mến Chúa. Người nào đang ở trong cái cám dỗ, cái thử thách mà kính mến Chúa và biết nhờ cậy nơi Chúa để vượt qua thì người đó mới thắng được và mới có mão triều thiên. Chứ không phải rằng ồ tôi đang ở cám dỗ vậy thì tôi được phước quá, tôi vẫn cứ chiều mình theo tội lỗi xác thịt là không được nha cô chú anh chị em. Dạ, nhớ là mình phải kính mến Chúa. Chị Thiên Nga có đưa vào Luca đoạn 15 câu 6: Đoạn về đến nhà kêu bạn hữu và kẻ lân cận mà rằng hãy chung vui với ta vì ta đã tìm được con chiên bị mất. À, nói đến cái việc mà Chúa tìm và cứu được một con chiên lạc mất thì Chúa rất là vui mừng, và cả thiên đàng những thiên sứ hát reo mừng. Và nếu như cô chú anh chị em có cái cơ hội mà được dự một cái chương trình truyền giảng đó, lại đã từng có cái cảm giác đó cho nên lại biết. Có nghĩa là khi mình giữ cái chương trình truyền giảng, cái mục sư giảng xong, mục sư kêu gọi xong, nhìn lại không có ai lên tin Chúa hết nha, nhìn lại không có ai tin Chúa hết, mình sẽ rất là buồn. Nhưng mà nếu như mình tiếp tục cầu nguyện và chỉ cần có một người bước lên tin Chúa thôi, cô chú anh chị em ơi, lòng của mình sẽ rất là vui. Hay là mình mà ngày hôm nay mà mình đi làm chứng cho dòng họ, bà con, những người thân của mình đó, một người tin Chúa thôi mình rất là vui, cô chú anh chị em, vui lắm luôn. Khi nào mà chúng ta có cái cảm giác đó đó, chúng ta mới hiểu được cái cảm giác mà người chăn đi tìm được cái con chiên nó lạc mất nha. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy được chúng ta rất có giá trị ở trong trong tay của Chúa. Chúa rất là yêu thương chúng ta. Chúng ta là những con chiên ở trong bầy của Chúa ha, và Chúa cũng yêu những người thân của chúng ta nữa. Dạ, hãy cầu nguyện và hãy giúp cho những người thân của mình biết đến Chúa và tin nhận Chúa. Chị Hiên có nói rằng Giăng đoạn 15 câu 4: Hãy cứ ở trong ta, ở trong ta sẽ ở trong các ngươi như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Để chúng ta thấy được ha, như vậy thì Chúa muốn chúng ta là ở trong Chúa luôn luôn, như nãy giờ chúng ta học chúng ta cũng biết đó. Và ở trong Chúa luôn luôn thì chúng ta mới kết quả được, chúng ta mới có sự sống của Chúa truyền qua cho chúng ta. Dạ rồi, để lại đọc tiếp cái ý của anh sĩ: Bố yêu mến Chúa thì mẹ hạnh phúc, mẹ yêu mến Chúa thì cả nhà hạnh phúc, vì mẹ là người gần gũi con cái. Amen. Dạ đúng rồi, nói đến cái việc mà cả một gia đình mà yêu mến Chúa đó, nếu như chúng ta ở trong một cái gia đình yêu mến Chúa, chúng ta biết một người con nó tin Chúa, cha mẹ vui hơn là nó có tiền, hay là nó đậu đại học, hay nó là có bất cứ cái gì ở trong người. Một đứa con mà nó có đầy đủ danh vọng địa vị mà nó không có Chúa đó,
thì cha mẹ sẽ rất là buồn. Nhưng mà một người con yêu mến Chúa, trung tín bước theo Chúa, có một cái đời sống bình, cuộc sống không phải là giàu có nhưng mà bình thường thôi, an bình hạnh phúc thôi, thì người cha mẹ rất là hạnh phúc. Chúng ta phải thấy điều đó và cảm ơn Chúa. Cảm ơn anh sĩ đã cho biết đó là gia đình sẽ rất là hạnh phúc nếu như tất cả đều yêu mến Chúa. Giăng 15 câu 5, ta là gốc nhơ, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Chúng ta nhớ cái chi tiết là ngoài Chúa mình không làm được gì ha. Để rồi ai trong chúng ta đang có làm điều gì cho Chúa đó, ngày hôm nay mình làm điều gì cho Chúa đó, thì mình có ở trong Chúa hay không. Dạ, nếu như cái lúc nào đó mình làm vì cớ để cho người ta khen, mình làm vì cớ nâng cao chính mình lên, mình làm vì cớ tư lợi, mặc dù mình vẫn là người làm công việc Chúa đó, nhưng mà nếu như vậy thì những cái gì mà mình làm mình nhận được ở đời này rồi, của Chúa anh chị em, được người ta khen là hết rồi. Dạ, không có còn lại gì hết. Chị Thiên Nga có đưa vào đó là Luca 15 câu 4 và 5, trong các ngươi ai là người có 100 con chiên, nếu mất một con mà không để 99 con nơi đồng vắng đặng đi tìm con đã mất cho kỳ được sao? Dạ, khi đã kiếm được thì vui mừng vác nó lên vai. Dạ, cảm ơn Chúa. Nói đến cái sự vui mừng của người chăn mà tìm được con chiên đi lạc của mình. Cho nên mình ngày hôm nay ha, lại vẫn trở lại cái ý là mình là con chiên ở trong bầy của Chúa đó. Mình có là con chiên đang đau ốm không? Con chiên đau ốm mà con chiên nó chỉ nằm ù lì có một chỗ thì người chăn sẽ rất là buồn. Dạ, con chiên mà nó không có hoạt động, nó nằm một chỗ, nó bệnh về thuộc linh á. Nếu chúng ta ngày hôm nay bệnh về thuộc linh, nó có nghĩa là mình èo ụt. Người ta tới, người ta chăm sóc mình, người ta kêu mình đi nhà thờ, người ta kêu mình đọc kinh thánh, mình không có, mình cứ ù lì, mình cứ bệnh hoài. Dạ, thì điều đó không có đẹp lòng Chúa. Mình phải ý thức được đó là mình ở trong tay của Chúa. Mình phải là một cái con chiên vui vẻ, một cái con chiên mạnh khỏe ở trong cái sự chăm sóc của Chúa. Rồi chị Quyền Trang có đưa vào Thi Thiên 23 câu 4, Ngài là người chăn luôn gìn giữ con cái Chúa, dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa cùng tôi, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta nhớ ha, cái trũng bóng chết, con chiên nó rất là sợ tối. Và khi chiều về thì ánh nắng nó chiếu qua những cái ngọn núi nó bị khuất, và có những cái chỗ gọi là trũng bóng chết là con chiên nó không có dám đi. Nhưng mà người chăn sẽ ẵm nó, hoặc là người chăn sẽ dẫn nó, và cái nó có sợ muôn sói thì cây trượng và cây gậy của người chăn bảo vệ cho nó. Ta nhớ điều đó, và Chúa luôn bảo vệ chúng ta. Cơ đốc nhân cũng sẽ gặp hoạn nạn, nhưng Chúa ở cùng và giúp sức trong mọi hoàn cảnh. Em được kinh nghiệm điều này, Chúa thành tín trong cái sự Ngài đã hứa, trong điều Ngài đã hứa. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn thầy Long Ha Đêm. Mỗi người chúng ta phải kinh nghiệm cái điều đó. Ai trong chúng ta đi theo Chúa thì chúng ta cũng biết có lúc trong cái cuộc đời của mình xảy ra những hoạn nạn thử thách. Dạ, nhưng mà những hoạn nạn thử thách đó mình cũng học rồi luôn rồi, là có thể là hậu quả của cái hành động sai trái. Có nghĩa là mình đã làm sai thì mình phải nhận cái hậu quả. Và hoặc là có những khi có những thử thách nó quá sức của chúng ta. Chúng ta làm một cái việc quá sức thì lúc đó chỉ có bởi sức của Chúa thôi. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi, bây giờ để lại lướt lên. Cô Bình Nga nói rằng câu 3, câu 7, câu 19 của Thi Thiên này. Thì Giăng 13 câu 35, nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đệ ta. Cảm tạ ơn Chúa. Dạ. Rồi, để lại lướt qua sơ sơ. Cô Thanh Nguyên có nói rằng Giăng đoạn 10 câu 9, ta là cái cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi, họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Dạ, cảm ơn Chúa. Một cái hình ảnh nữa để chúng ta thấy có liên quan đến con chiên, đó là có một cái cửa. Đây là một cái điều mà chúng ta cần phải học rất là nhiều. Bởi vì có những người chăn thuê, có những người chăn thuê, và đó là những kẻ chăn xấu. Con chiên nó sẽ chỉ nhận biết nơi người chăn và phải quen tiếng của người chăn. Dạ, chúng ta lưu ý cái bài học ở đây. Cảm ơn cô Thanh Nguyên đã đưa vào. Đó là gì? Đó là mỗi một ngày chúng ta cần phải nghe tiếng của người chăn hiền lành, tức là tiếng của Chúa.
Chúa sẽ gọi tên chúng ta, Chúa sẽ chỉ dẫn chúng ta đi đi thẳng hay đi bên trái hay đi bên phải. Và Chúa là cái cửa, có nghĩa là chiều về chúng ta sẽ bước vào đúng cái cửa, là cửa mà Chúa đã mở cho chúng ta để chúng ta được vào nghỉ ngơi. Và chúng ta đi ra đi vào để được đồng cỏ, để được một cái đời sống hạnh phúc. Nhưng có những tiếng của những kẻ chăn thuê của chú anh chị em. Những kẻ chăn thuê là những kẻ nó không có yêu chiên. Nó chỉ là coi như chiên bị muông sói cắn giết thì mặc tình. Nó sẽ để cho chiên bị mà nó giữ mạng sống, nó chạy thôi. Nó không có đương đầu với muông sói để giúp cho chiên của mình. Và chúng ta bắt đầu xét ở chỗ này. Đó. Chúng ta những ngày qua nghe được tiếng của Chúa không? Chiên của Chúa phải nghe tiếng Chúa. Chúa biết rõ chúng ta và chúng ta phải nghe tiếng Chúa và quen Chúa, biết Chúa, rõ Chúa. Chúa nói rằng ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người, ăn bữa tối với người và người với ta. Nhiều người bảo rằng đây là cái điều dành cho người chưa tin Chúa, nhưng mà không. Đây lại là một cái câu kinh thánh dành cho chúng ta là những người tin Chúa, bởi vì chúng ta biết Chúa và chúng ta nghe được tiếng Chúa. Chúng ta biết được Chúa là đấng chăn chúng ta, cho nên mỗi ngày để biết được tiếng của Chúa, của chú anh chị em phải đọc kinh thánh của chú anh chị em. Có người cả cuộc đời theo Chúa chưa có đọc hết quyển kinh thánh. Có người để kinh thánh ở đâu đó và cũng có một cái giai đoạn được Chúa thúc giục cảm động rồi lấy kinh thánh ra đọc. Nhưng mà rồi qua cái giai đoạn đó hết nóng rồi thì bắt đầu mới đọc được có ăn khúc thôi thì đã cất kinh thánh đi rồi. Là biết có những người bạn đã từng có những buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều khi mình gọi điện, khi mình đến thăm nói ồ tôi đang đọc kinh thánh, nhưng mà rồi một cái giai đoạn đến ủa không đọc kinh thánh nữa, nơi bỏ lâu rồi, bỏ hơi lâu rồi, dạo này hơi bận quá chưa có đọc được. Và đôi khi chúng ta đã quên tiếng Chúa, chúng ta quên tiếng Chúa, cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta trung tín và hứa với Chúa nha cô chú anh chị em, hứa với Chúa rằng con nghe được tiếng Chúa và Chúa là cái cửa nha cô chú anh chị em. Mình phải biết được Chúa gọi mình đến cái chỗ là chúng ta bước theo sự dẫn dắt của Chúa, không có bước lầm, không có vào cái cửa sai. Đi vào cái cửa mà cửa những kẻ chăn thuê thì nó sẽ bắt và nó làm thịt chiên thôi, nó sẽ phó cho bầy muông sói thôi. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, và chỉ có một con đường duy nhất đó là tin vào Chúa và bám lấy Chúa để chúng ta bước vào thiên đàng mà thôi. Chỉ có Chúa Giêsu là cánh cửa duy nhất để chúng ta bước vào thiên đàng mà thôi, qua sự chết của Ngài trên thập tự giá. Chúng ta nhớ điều đó. Cho nên nếu như có những chiều gió của đạo lạc, những người đến nói với chúng ta rằng ồ, nếu tin Chúa không chưa đủ, phải làm điều này, làm điều kia, cẩn thận. Hoặc là có những người nói rằng ồ, Chúa mình đang đi, mình đang tin không phải, mà như thế này, cẩn thận. Duy nhất cái con đường chúng ta đang đi là cái con đường chính đáng và dẫn đến cánh cửa duy nhất để chúng ta được vào thiên đàng. Và cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Thanh Nguyên đã nhắc. Anh Sĩ có nói đến là ở trong La Mã đó, tức là Roma đó, đoạn 8 câu 6, vì tâm trí đặt vào xác thịt nhưng tâm trí đặt vào linh là sự sống bình an. Và có nghĩa là chúng ta ngày hôm nay sống ở trong Chúa hay là ngoài Chúa. Ở trong Chúa ở đây không có phải là ở trong nhà thờ, tôi đi nhà thờ tôi có, bởi vì Chúa nói rằng có những người tưởng sống mà chết, có không phải ai nói lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu. Có nghĩa là không có phải ai ở trong cái hàng ngũ những người đứng ở trong nhà thờ rồi giữ lễ như vậy mà được cứu đâu. Nhưng mà chỉ có những người đặt cái tâm linh của mình vào trong cái sự nhiệm của Chúa, đặt cái tấm lòng của mình, cái nghe lòng của mình trong sự dẫn dắt và sự tể trị của Chúa, để Chúa Thánh Linh ngự trị ở trong mình và mình tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình luôn luôn á, thì người đó mới thật sự là sống ở trong cái sự bình an của Chúa cho. Dạ, cảm ơn Chúa. Rồi rồi cảm ơn Chúa. Để lại xem ha. Dạ, có những ý của chú anh chị em thì lại sẽ đọc, nếu mà sót thì dạ, có những cái lời chào. Rồi dạ, cô Quỳnh Nga nói Ê-phê-sô đoạn 3 câu 14-19, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Dạ, cảm ơn Chúa. Ở đây thì nếu căn cứ trên cái câu của cô Bình Nga đó, được biết sự yêu thương của Đấng Christ là trỗi hơn mọi sự thông biết. Cô chú anh chị em, những ngày qua mình học kinh thánh, cô chú anh chị em ha. Dạ, mình học kinh thánh.
mình có thông biết rất là nhiều, mình có thể giải thích những câu chuyện, những cái văn hóa, những địa lý ở trong Kinh Thánh rất là rõ. Mình có thể giải thích và đưa ra những bài học về những nhân vật ở trong Kinh Thánh rất là rõ. Nhưng mà cái điều mà Chúa muốn chúng ta biết nhiều nhất đó là mình có nhận biết tình yêu của Chúa dành cho mình hay không. Có nhiều người nói rằng, ôi lạ vậy, sao lại không biết, Chúa đã đến thế gian, Chúa chịu chết thập tự giá vì tôi mà, sao lại không biết. Nhưng mà cô chú anh chị em ơi, cái biết của chúng ta chưa có đủ. Chúng ta nhớ Chúa đem ông Phi-rơ ra và Chúa hỏi, con có yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-rơ nói, dạ con yêu Chúa. Nhưng rồi Chúa lại hỏi ông nữa, rồi ông nói rằng, dạ con yêu Chúa. Rồi Chúa lại hỏi lần thứ ba, và lúc đó ông mới cảm nhận được, đó là Chúa muốn ông khẳng định được, ông biết, ông cảm nhận tình yêu của Chúa đến mức nào, và ông có yêu Chúa, ông dâng cả đời sống của mình vì Chúa hay không. Và phải một cái lần thứ ba Chúa hỏi thì ông mới khẳng định với Chúa bằng cái tình yêu mà tuyệt đối, cái tình yêu mà hơn tất cả mọi điều. Và để có được cái sự hướng nguyện đó thì ông cảm nhận được Chúa yêu ông nhiều hơn tất cả mọi tình yêu mà ông có thể dành cho Chúa. Và từ đầu tới cuối ở trong Kinh Thánh của Chúa anh chị em, mình đọc qua những câu chuyện của ông Gióp, của tất cả những nhân vật trong Kinh Thánh đều hướng về Chúa Giêsu, đều hướng đến tình yêu mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua Chúa Giêsu. Và đó là tình yêu mặc dầu, có nghĩa là gì? Dù trong chúng ta là tội lỗi, chúng ta ương ngạnh, chúng ta là con chiên nó tẻ tách, kêu nó hoài mà nó không có chịu ở trong bầy, nó cứ đi qua đi lại, nó coi như là không chịu ăn, nó ương ngạnh, nó không nghe lời của người chăn, Chúa vẫn yêu thương. Rồi dẫu chúng ta là một cái nhánh mà cắt hoài, tỉa hoài mà nó cũng không có chịu ra trái, Chúa vẫn chăm sóc, Chúa vẫn tỉa sữa. Nếu như cái nhánh nó vẫn cứ tiếp tục ở trong Chúa thì đến một cái lúc sẽ trở nên một cái nhánh có trái. Cho nên chúng ta thấy rằng đó là cái điều mà khi mà lại học với một đầy tớ của Chúa thì ông luôn nhắc đến, đó là sự nhân từ và thương xót của Chúa Trời. Sự nhân từ và thương xót là cái điều mà chúng ta phải nhìn thấy. Rồi khi mà học về thân vị đó, ba ngôi Đức Chúa Trời đó, thì bắt đầu học về Đức Chúa Cha. Cô chú anh chị em thấy ha, trong chương trình kế hoạch tạo dựng nên vũ trụ muôn loài vạn vật, trong đó chứa đựng tình yêu của Chúa. Chúa tạo dựng nên tất cả xong rồi Chúa mới tạo dựng nên con người, để con người hưởng hết tất cả những điều đó. Cô chú anh chị em mà mình đọc Kinh Thánh đó, mà mình trải nghiệm đó, mình mới thấy Chúa yêu mình. Chúa tạo dựng nên tất cả mọi thứ rồi Chúa mới nắn lên con người và đặt con người vào trong vườn địa đàng để hưởng thôi. Quá yêu thương luôn. Rồi con người phạm tội. Con người phạm tội thì Chúa đã lên một cái kế hoạch mà trải qua các thời đại Chúa đều luôn tể trị để giúp, để cứu chuộc con người. Rồi chúng ta thấy tới thời đại Tân Ước, Chúa Giêsu đã đến để mà cứu chuộc chúng ta. Rồi cuộc đời của chúng ta bước theo Chúa, chúng ta cũng rất là ương ngạnh phải không ạ? Rồi Chúa Giêsu yêu chúng ta rất là nhiều. Yêu đến nỗi mà sao? Cái chén này nếu được xin cất lìa khỏi con, nhưng mà không có theo ý con mà theo ý cha, có nghĩa là con sẽ gánh hết tội lỗi của nhân loại ở trên vai của con và chịu chết vì cái tội lỗi của chúng ta. Cảm ơn Chúa, đó là một tình yêu mà nếu mình ngồi lại mình thấy, ngôi hai yêu chúng ta. Như vậy thì tới ngôi ba, Chúa Thánh Linh. Chúng ta tưởng tượng đi, một đấng chân thần, một Đức Chúa Trời vĩ đại lại bằng lòng ở trong lòng của chúng ta để làm chi? Để dẫn dắt, dạy dỗ, yên ủi chúng ta. Quá yêu luôn cô chú anh chị em. Mình tưởng tượng thôi, mình tưởng tượng một cái ngày nào đó mình được gặp một cái người lãnh đạo đất nước đó nha. Mình tưởng tượng thôi, mình giả sử mình được gặp một cái người lãnh đạo trong phường, trong quận thôi đó, chứ đừng có nói chi mà người lãnh đạo đất nước mà đến gặp mình rồi hỏi, ồ anh những ngày qua anh ăn làm sao, uống làm sao, anh có cái gì buồn không? Ồ mình cảm thấy mình giá trị lắm đúng không? Ở trong công ty mà ông giám đốc đó, hồi đó lại nhớ mà lại đi làm mà lúc mà chuẩn bị còn là sinh viên phải đi làm thêm đó. Ồ cái lúc đó ai cũng về nhà hết, tăng ca lại đâu có về nhà được đâu, nhà xa lại ở lại để tắm ở trong công ty luôn, rồi lại bắt đầu làm việc luôn. Chưa tới giờ làm việc lại mở máy lại làm luôn. Thì không ngờ bữa đó ông giám đốc ổng cũng ở lại nữa. Ổng mới nghe cái máy chạy cành cành cành, ổng đi xuống ổng coi thì ổng thấy lại mở lên lại làm. Ổng mới hỏi, ủa
đâu phải giờ làm đâu, sao ông nghỉ ngơi làm? Nói thì đằng nào hồi em cũng phải làm, cho nên giờ em tranh thủ làm. Bắt đầu ông hỏi thăm ở nhà ở đâu em, sao sao mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Thì cô chú anh chị em tưởng tượng đi, Chúa Thánh Linh đó, một Đức Chúa Trời vĩ đại, một đấng tuyệt vời như vậy, nhưng mà lại bằng lòng ở trong chúng ta. Và đấng đó sao sẵn sàng nghe mọi cái sự thở than của chúng ta, của chú anh chị em. Nhiều khi mình không có thấy được cái điều đó, cho nên khi mình phân tích mình sẽ thấy Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, ba ngôi ở cùng chúng ta luôn. Rồi mình sao, Chúa ơi hôm nay con đau đầu quá, Chúa ơi ngày hôm qua con gặp người ta hiểu lầm con buồn quá, Chúa ơi ngày hôm qua con làm việc cái chỗ này con thất bại, con buồn quá, Chúa ơi con thất nghiệp, con buồn quá. Ôi cái gì mình nói với Chúa, nhưng mà Chúa không bao giờ buồn phiền về cái chuyện mà mình thở than với Chúa hết, mà Chúa lại vui nữa. Mình đi mình nói với người ta không có hiểu, nhưng mà mình nói với Chúa Thánh Linh, mình cầu nguyện với Đức Chúa Trời, mình lại thấy ngọt ngào của Chúa Anh Chị Em. Cô Chúa Anh Chị Em đã đặt mình ở trong cái điều đó chưa? Ồ, bất cứ cái chuyện gì mình buồn phiền, mình thất vọng, mình đến với Chúa mình thấy ngọt ngào lắm. Mình nói với Chúa, mình tưởng ra mình đi nói với người ta không có hiểu được đâu, nhưng mà mình nói với Chúa thì mình sẽ thấy Chúa ở bên cạnh mình. Và cô Chúa Anh Chị Em, như vậy thì Chúa quá yêu chúng ta không ạ? Một Đức Chúa Trời vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, một đấng chân thần lại ở trong chúng ta mà làm gì? Để yên ủi, đó là đấng yên ủi, rồi để dạy bảo. Dạy bảo mà rất là nhẹ nhàng. Con ơi, con làm cái đó không có đúng. Con ơi, con làm như vậy là sai rồi. Con ơi, và nhiều lần Chúa dùng những cái lời rất là êm dịu, nhẹ nhàng để mà nói với chúng ta. Nhưng mà mình vẫn ương ngạnh, mình không có nghe nữa. Mình vẫn đi theo ý mình làm, rồi Chúa cũng tìm cái cách. Ôi con của mình nó đi sai như vậy đó, nó tẻ tách như vậy, bây giờ mình phải tìm cái cách để dẫn về. Và có những lúc cũng cho roi cho vọt, nhưng mà cũng là để chỉnh sửa, để đưa chúng ta vào trở về. Cho nên chúng ta thấy Chúa Thánh Linh yêu chúng ta không ạ? Rất là yêu. Như vậy thì ba ngôi Đức Chúa Trời rất là yêu thương chúng ta, và chúng ta phải thấy điều đó. Và trong mọi sự đó thì chúng ta phải biết được rằng tình yêu thương của Chúa rất là lớn trong cuộc đời của chúng ta, và nó phải là điều chúng ta cảm nhận được và hiểu được nhiều nhất. Dạ, chứ không phải chúng ta chỉ cần hiểu biết về Chúa chúng ta là ba ngôi, hai ngôi hay là như thế nào mà ngồi đó tranh cãi. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời ba ngôi, và ba ngôi đó đều yêu thương chúng ta, rất là yêu thương chúng ta. Dạ, cảm ơn Chúa. Rồi, chú Sơn có nói rằng Samuel nhì đoạn 22 câu 4, tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va là đấng đang ngợi khen, là đấng ngợi đang ngợi khen, thì tôi sẽ được giải cứu khỏi các thù nghịch tôi. Dạ, cảm ơn Chúa. Và chúng ta phải biết khen, kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va, ngợi khen Chúa thì chúng ta sẽ được giải cứu. Lát nữa kết thúc cái bài học là sẽ có một cái câu kinh thánh rất là quen thuộc đọc lên cô chú anh chị em. Cô chú anh chị em có đón được không? Cái câu kinh thánh nào mà giống giống cái ý của chú Sơn đó. Dạ, chú Sơn đó nói rằng tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va là đấng mà tôi đang ngợi khen Ngài, thì tôi sẽ được giải cứu đó. Để được Chúa giải cứu chúng ta làm cái gì? Một lát nữa lại đọc cái câu cuối cùng để chúng ta học, và nhất là rất là phù hợp với chúng ta ngày hôm nay. Dạ. Rồi, chị Hiền, Chúa rất là nhân từ, Chúa không có trách tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Chúa không muốn một người nào chết mất, nhưng muốn mọi người ăn năn. Dạ, sở dĩ ngày hôm nay Chúa chưa có hủy diệt nhân loại đó là vì cũng Chúa quá yêu thương. Chúa muốn tất cả mọi người đều được cứu. Và chúng ta phải cầu nguyện để đạo của Chúa được rao ra cho tất cả mọi người. Cảm ơn Chúa. Rồi. Dạ, chị Fatothi thì chị nói rằng Thi Thiên 103 câu 13, đó là câu chị Thi Nga đưa vào đây. Chị nói rằng câu kinh thánh nói rằng Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình. Dạ, để cho chúng ta hiểu cái tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta đó, thì Chúa đã ví cái tình yêu đó như là tình yêu của người cha với con. Cô chú anh chị em có con rồi đúng không? Chúng ta sẽ biết thương lắm. Dạ, phải nói rằng Lợi cũng biết, và những người bạn của Lợi là cũng biết thương con lắm. Con trai, con gái gì cũng rất là thương. Và khi mà nó bập bẹ, khi mà nó nói, khi mà nó làm một cái gì đó, mình hạnh phúc lắm. Vì Chúa biết mình có cái tình cảm đó, cho nên Chúa mới ví để cho chúng ta hiểu được, đó là Chúa yêu chúng ta giống như cha yêu con, mà người cha tuyệt hảo, người ta cha nhân từ thương xót, người cha chậm giận, người cha rất là tuyệt vời. Mà Chúa nói là các ngươi vốn là xấu,
các ngươi ở trên đất vốn là xấu mà cũng muốn còn muốn cho con mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại không ban điều tốt nhất cho kẻ sinh ngày sau. Chúa muốn chúng ta có những điều tốt hơn nữa. Cho nên cảm ơn Chúa khi mà được ví cái tình yêu của người cha với người con, hay là người chăn bầy với con chiên, hay là người trồng nho với những cái nhánh nho rất là yêu thương của mình, thì chúng ta thấy tình yêu của Chúa. Và qua cái phân đoạn kinh thánh này, chúng ta phải thấy mình là đối tượng Chúa yêu, và Chúa vô cùng yêu mình. Nhưng mà vì cớ tội lỗi đó, mình đã ngăn cách mình với Chúa. Tội lỗi nó ngăn cách mình với Chúa để rồi mình phải chịu rất là nhiều cái đau đớn ở trong cuộc đời này. Nhưng mà nó là cuộc đời tạm. Dạ, cô Quỳnh Nga nói rằng câu 19, cô chia sẻ cái kinh nghiệm sống phước hạnh ở trong Chúa là nguồn phước cho nhiều người, như cô đã chia sẻ với Diệu Úc nàng. Và qua cái đời sống của cô, một cái đời sống không có phải là tôi giàu có, tôi thế này thế kia mới là chia sẻ đâu. Nhưng mà cái đời sống mà được Chúa tiếp trợ, được cái sự bình an là mình đã chia sẻ được với người khác rồi. Dạ, cảm ơn Chúa, cảm ơn cô Quỳnh Nga đã chia sẻ và giúp nàng đã tin Chúa, và mong rằng có nhiều người khác sẽ tin Chúa hơn nữa. Tâm trí thì đặt vào xác thịt sinh ra sự chết, nhưng tâm trí đặt vào linh thì sinh ra sự bình an, trong Roma đoạn 8 câu 6. Dạ, chúng ta đặt mình ở trong Chúa. Dạ, cảm ơn anh sĩ. Rồi, Thi Thiên 119 câu 50, lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn. Dạ, cảm ơn Chúa, nói đến lời của Chúa rất là tuyệt vời ha. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì mỗi sáng chúng ta học lời của Chúa. Chúng ta là chiên của Chúa, chị Mỹ Dung nói, nếu muốn bình an thì phải ở trong ràng của Chúa, hay ở trong bầy của Chúa, trong cái sự bảo vệ của Chúa. Giăng đoạn 11 câu 10, chiên nghe tiếng Chúa, đi theo Chúa, nhưng khi gặp nguy hiểm thì chiên kêu lên, Chúa sẽ nghe và sẽ bảo vệ. Dạ, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa anh Toàn cũng có đưa vào, đó là Thi Thiên 80 câu 4. Chúa nhậm lời cầu, Chúa dẫn lời cầu nguyện của dân Chúa. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân và sửa sai. Jeremy 25 câu 7, nhưng các ngươi chẳng nghe ta, mà lấy việc làm của tay mình chọc giận ta và chuốc lấy tai hại. Dạ, cảm ơn Chúa. Anh Toàn đã giải thích ở trong cái câu 4 đó. Chúa dẫn lời cầu nguyện của dân Chúa. Cho đến bao giờ đó thì Chúa dẫn lời cầu nguyện của dân Chúa, thì chúng ta phải tìm ra nguyên nhân và sửa sai. Cảm ơn Chúa, chúng ta phải tìm ra nguyên nhân và sửa sai. Bây giờ cô chú anh chị em bắt đầu dừng lại chỗ này. Dừng lại chỗ cái ý của anh Toàn. Những ngày qua cái điều gì mà mình cầu nguyện đó, và mình cầu nguyện mà mình thấy rằng Chúa không cho, Chúa chưa cho, thì mình tiếp tục mình cầu nguyện không à? Bởi vì Chúa nói mình bền đổ đúng không? Nhưng mà mình phải xét lại của chú anh chị em. Dạ, phải xét lại như anh Toàn có nói đây. Bởi vì nếu mình không nghe Chúa, có nhiều khi mình xin nha, mình xin rồi Chúa có trả lời rồi, Chúa nói là không được con, không được. Dạ, Chúa trả lời êm dịu lắm, Chúa nói không được con, bởi vì cái đó nó không có tốt, cái điều con xin nó không có tốt. Nhưng mà mình ương ngạnh, mình không nghe, mình nói chắc không phải đâu. Dạ, chắc không phải đâu. Rồi mình lại tiếp tục nài xin Chúa tiếp, nài xin Chúa tiếp. Và có những cái điều cầu xin không có phải lẽ của chú anh chị. Những cái điều mình cầu xin không có phải lẽ. Những cầu điều mình cầu xin mà có hại cho anh em của mình. Những điều cầu xin mà có hại cho mình, cầu xin có hại cho người nhà của mình, chú không cho. Đó là cầu xin theo ý riêng đó. Dạ, cho nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta nhìn lại, để chúng ta thấy cái nguyên nhân. Nguyên nhân của cái việc chúng ta phải rơi ở trong hoàn cảnh hiện tại, giống như mình đang ở trong tình trạng dịch Covid đó. Đó, thì nhiều khi mình cứ nói rất là dễ, nó là Chúa ơi xin cho dịch lễ này nó qua đi, xin cho dịch lễ này nó qua đi, ai cũng xin như vậy hết á. Nhưng mà mình có nhìn thấy rằng Chúa để cho những cái điều đó nó xảy ra để làm cái gì không, dạy cho mình điều gì không? Và chỉ khi nào mà mình thấy được cái lỗi, mà nhân loại này nhìn thấy cái lỗi đó, rồi những nhà lãnh đạo nhìn thấy cái lỗi đó, rồi bắt đầu hiệp lại ăn năn với Chúa. Dạ, chút nữa lại đọc cái câu kinh thánh của chúng em sẽ thấy mình kết thúc ở cái câu kinh thánh đó. Dạ, cảm ơn Chúa, con thấy có một chú mới. Dạ, với cái tên chú là Oppo A12 đó. Dạ, chú tắt cái micro cho nên chú có thể giới thiệu cũng như có thể góp ý luôn nè. Chú Mười an hạnh chào mừng. Chú là chú Mười ha. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Rồi, nếu mà chú vào Zoom chú có góp ý trực tiếp vẫn... Dạ, chào đón chú ha. Rồi, cô Yến, mấy hôm nay con có hứa là nếu cô vô sớm á, con sẽ mời cô ý kiến, nhưng mà nãy giờ con không có chịu nhìn. Cho nên, nếu như cô có góp ý, cô chọn một điểm thôi cô nha. Tại vì 44 phút rồi, một điểm thôi rồi mình sẽ kết thúc.
chưa được, chưa được. Dạ. Từ từ thôi, cô chậm nhẹ thôi. Rồi, dạ. Cảm ơn Chúa, cảm ơn lời bà nhé. Nay thì giờ quá gần cận giờ rồi, cho nên cô xin nói nha. Là chủ đề của cô là xin phục hưng chúng con. À, câu gốc của cô thì chọn câu số 3: ở Đức Chúa Trời xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói thì chúng tôi sẽ được cứu. Ở trong Ê-phê-sô này thì bày tỏ lòng trung chính của dân Israel là sao mình xem thì mình thấy ba lần là xin đem chúng tôi lại, thì có nghĩa là phục hưng thì có trong câu số 3, câu số 7, câu số 19. Thì những người dân Israel này nói chung mà cũng giúp cho chúng ta, là tại vì nói chúng tôi là có chúng ta trong đó, ở thời đại này chúng ta cũng áp dụng vô cái phục hưng của cái thiên 80 này, là dân Israel này đó là được Đức Chúa Trời đem về từ cây nho ở chỗ được đem về chỗ đất hứa và được chăm dắt kỹ lưỡng, nhưng họ có cái tội là không có vâng theo lời của Đức Chúa Trời và phạm nghịch, cho nên họ bị chế giễu và họ bị đàn phạt. Thì họ mới kêu xin Ngài đối xem và thương xót. Nhưng mà cái bài học này mình học ở đây đó là cái bài học và phải biết cam kết trong câu số 18 đó, là họ là sẽ xin cam kết là họ, rồi chúng tôi sẽ không lìa bỏ Chúa nữa. Cho nên bài học này khi mình muốn có bày tỏ cái sự mà lỗi lầm của mình, nếu mà mình cứ làm theo y như cũ thì không có khi nào Chúa Chúa Trời đối xem. Cái này nó cũng giúp cho chúng ta không phải là mỗi thời của đặc biệt mà đại bây giờ chúng ta cũng thường nghe phục hưng, phục hưng là tất cả mình cũng xin hồi sáng mà bị chia rẽ thì xin phục hưng lại. Và cái này cũng áp dụng cho đời sống của chúng ta, nếu chúng ta trong gia đình có điều gì thì cũng cúi xuống lại xin Chúa phục hưng cho chúng ta để trở nên tốt hơn, và Chúa sẽ cứu chúng ta khỏi khi và bất lạc. Dạ, cảm ơn cô Yến. Rồi, để kết lại có một cái câu kinh thánh nè. Dạ, câu thánh này quen lắm, cô chú anh chị em chưa thấy ai đón. Dạ, Sử Ký Nhì đoạn 7 câu 14. Dạ. Tại vì cái điều mà lại muốn chúng ta học trong buổi sáng hôm nay, thứ nhất, mình ý thức được mình là con chiên ở trong bầy của Chúa. Và có thể mình là con chiên lạc đã được đem về, được Chúa yêu, Chúa hồi phục, Chúa cho ở trong bầy của Chúa. Mình là những cái nhánh nho hoang, nhưng mà được Chúa cho để ghép vào trong cái gốc là nho, là Chúa Giêsu, để rồi chúng ta được Ngài chỉnh tỉa sửa, giúp cho chúng ta trở nên sai trái. Dạ. Rồi, và chúng ta vì cớ tội lỗi cho nên ngày hôm nay chúng ta mới rơi vào trong những hoàn cảnh là bị đi lạc, bị muôn sói nó ngâm nghe, nó cướp giết, nó muốn làm thịt chúng ta. Rồi những cái nhánh nho coi như là èo ụt, không có kết quả được. Rồi chúng ta phải có một cái phương pháp hay là một cái phương cách để chúng ta phục hồi cái đời sống của chúng ta. Và đây chính là phương cách, đó là ở trong Sử Ký Nhì đoạn 7 câu 14, lời đọc để chúng ta kết thúc cái bài học. Và nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Rồi lại đọc lại nha. Nhược bằng dân sự ta, chúng ta là dân sự của Chúa. Cô chú anh chị em đồng ý không? Cô chú anh chị em lại, nhiều anh em khác dù là hệ phái nào, những người nào mà tiếp nhận Chúa, cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, là những người gọi là cơ đốc nhân, hay là được gọi bằng danh của Chúa, là con của Chúa, hay là người thuộc về Đấng Christ, người thuộc về Chúa, tất cả những người đó là dân sự của Chúa, và chúng ta là những người đó. Cô chú anh chị em đồng ý ha?
Như vậy thì tới chỗ là dân gọi bằng danh ta, đồng ý, chúng ta là dân gọi bằng danh Chúa. Làm gì? Hạ mình xuống. Tại sao phải hạ mình xuống? Vì những ngày qua mình kiêu ngạo của chúng chị em. Nếu ai đang ở trong sự kiêu ngạo, cẩn thận. Và chị Mỹ Dung có nói rằng Jeremy 33 câu 3 là câu mình cũng rất là quen thuộc đó, kêu cầu Chúa đó. Rồi bây giờ quay trở lại với cái ý mình kết ha. Và theo cái ý của chị Mỹ Dung, kêu cầu Chúa, Chúa sẽ nhậm lời. Bây giờ trước khi kêu cầu Chúa, mình làm gì? Hạ mình xuống. Hạ mình xuống. Ồ, tôi đâu có kiêu ngạo đâu. Tôi đâu có kiêu ngạo đâu. Tôi đâu có làm cái gì để mà tôi kiêu ngạo. Nhưng mà mình vẫn chưa có trải lòng ở trước mặt Chúa. Mình vẫn chưa đầu phục hoàn toàn Chúa. Những ngày qua mình vẫn còn dạy con cái của mình theo ý riêng của mình. Trong công việc của mình vẫn là tôi quyết định chứ không phải là Chúa. Ngay cả trong tất cả mọi điều mình quyết định vẫn chưa. Cho nên đâu đó vẫn còn có sự kiêu ngạo trong chúng ta. Hạ mình xuống của Chúa anh chị em. Rồi làm gì? Cầu nguyện. Hạ mình xuống cầu nguyện. Tìm kiếm mặt Chúa. Mình có làm không? Ôi có chứ. Một ngày tôi cầu nguyện 3 lần. Ăn cơm tôi cũng cầu nguyện. Sáng tôi cũng cầu nguyện. Tối tôi cũng cầu nguyện. Có người nói rằng tôi cầu nguyện, nhưng mà mình cầu nguyện như là mình đọc kinh vậy đó. Mình đọc cái bài kinh gọi là kinh cầu nguyện chung. Một bài cầu nguyện chung. Một cái bài cầu nguyện ăn cơm. Một cái bài cầu nguyện thuộc lòng. Không được. Chúa muốn chúng ta hạ mình xuống cầu nguyện. Nhưng mà trong sự cầu nguyện đó có tìm kiếm mặt Chúa. Cầu nguyện làm sao mà để mà Chúa đến với mình nó mới đúng. Cầu nguyện làm sao để mà mình thấy Chúa ở bên cạnh mình mới đúng. Còn cầu nguyện mà cảm thấy Chúa vẫn còn ở trên kia, tôi kêu cầu mà không biết Chúa nghe không, hoặc là Chúa nghe nhưng mà đợi từ từ Chúa xét, không có được. Cầu nguyện mà phải là chỉ có con với Chúa thôi. Và Chúa Thánh Linh đang ở trong chúng ta. Hãy cầu nguyện không có phải là cầu nguyện cho người ta thấy, nhưng mà cầu nguyện với Chúa của chúng anh chị em. Hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt Chúa. Rồi tiếp tục trở lại. Ủa trở lại gì? Tôi đâu có đi đâu đâu mà trở lại. Nhưng mà mình phải xét lại như anh Toàn nói đó. Xét lại xem mình sa sút từ đâu. Xét lại xem mình đang tẻ tách ở đâu. Xét lại xem mình ương ngạnh ở đâu. Xét lại coi mình bệnh ở đâu, mình tật ở đâu, để mà Chúa cắt, Chúa tỉa, Chúa sửa sao cho Chúa cái điều đó. Cho nên hãy thấy mình sa sút từ đâu. Có sa sút của chú anh chị em? Có chứ. Hồi trước tôi đọc kinh thánh trung tính lắm, bây giờ tôi không đọc là tôi sa sút rồi. Hồi trước tôi cầu nguyện với Chúa ngọt ngào lắm, bây giờ tôi không cầu nguyện được, như vậy là sa sút rồi. Hồi trước tôi yêu thương anh em mình lắm, tôi có thể chia sẻ cho anh em tôi đủ thứ, bây giờ tự nhiên tôi lo cho tôi nhiều hơn, tôi không lo cho anh em mình, cũng đã sa sút rồi. Nhiều cái sa sút lắm. Cho nên mình phải thấy mình trở lại. Xin Chúa giúp để phục hồi mình trở lại, để mình trở lại và mình còn tiến xa hơn nữa. Rồi bỏ con đường tà. Ồ, tôi đâu có làm gì đường tà đâu, nhưng mà có những con đường tưởng chừng như là con đường chính đáng, nhưng mà cuối cái con đường đó là nẻo của sự chết. Có những cái con đường, những việc mà tôi làm, tôi vẫn là làm cho Chúa, nhưng mà lòng ghép vào đó là tôi muốn người ta tâng bốc tôi muốn thế này thế kia, và lòng ghép vào trong đó lợi riêng của mình, tư lợi của mình, đó là những con đường tà. Tôi nói xấu anh em của mình, tôi không có yêu thương, tôi làm điều này hại anh em của tôi, đó là những con đường tà. Tôi muốn bước lên vị trí của một người lãnh đạo, là chấp sự, là trưởng ban ngành, nhưng mà tôi đạp người khác để tôi lên, đó là con đường tà. Tôi thu vén lợi ích, tôi muốn người ta giúp cho tôi thật là nhiều, tôi muốn ở không thôi, rồi tôi than vãn để người ta giúp cho tôi, đó cũng là con đường tà. Và còn nhiều lắm những cái con đường tà mà con chiên nó lầm lạc nó đi, và đôi khi nó ương ngạnh nó đi nữa. Phải từ bỏ. Cho nên quan trọng là xin Chúa chỉ cho chúng ta thấy con đường nào là con đường đúng, con đường nào là con đường tà, để mà mình từ bỏ. Và chỉ có học với Chúa, lời của Chúa chỉ thôi. Chứ mình không thể nhận diện được đâu. Mình không thể nào biết được. Bởi vì sao? Bởi vì Satan nó là kẻ lừa dối, và nó là chúa của sự lừa dối, là cha đẻ của sự dối trá, là nói dối. Mà nếu chúng ta chiều theo và chúng ta nói dối là chúng ta đã theo con đường tà rồi. Ồ, nói đây thấy khó hơn của chúng chị em. Con đường tà nhiều lắm của chúng chị em. Và chỉ có Chúa là đấng chỉ cho chúng ta thấy, và chỉ có Chúa là đấng giữ chúng ta bởi cây trượng và cây gậy của Chúa, bởi lời của Ngài, là tiếng phán của Ngài, sự dạy dỗ của Ngài mà thôi. Và khi chúng ta làm những điều đó rồi đó,
thì Chúa ở trên trời Ngài hứa gì? Ngài sẽ nghe. Ngài sẽ nghe. Và cảm ơn Chúa ngày hôm nay Chúa đến với chúng ta nữa. Chúa Thánh Linh ngự trong chúng ta và chúng ta là ngôi nơi Ngài ngự và chúng ta là đền thánh, là nơi mà Chúa ngự, cho nên Ngài ở trong chúng ta, Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Và gì hạnh phúc nhất của Chúa anh chị em, tha thứ tội cho chúng ta. Hạnh phúc nhất là được tha thứ. Một người tội lỗi mà được tha thứ hạnh phúc vô cùng. Cho nên khi mà mình ý thức được mình là người có tội, mình đến với Chúa, mình xưng tội, mình xưng ra những yếu đuối của mình từ bỏ con đường tà, mà Chúa tha thứ là hạnh phúc lắm của Chúa anh chị em. Mà Chúa tha thứ không? Tha thứ. Bởi vì Chúa hứa mà, ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Cái này là chỗ mà ai chúng ta cũng thích nè. Ồ Chúa ơi, Chúa cất cái dịch bệnh đi, ngày hôm nay con chịu hết nổi rồi, con thế này thế kia, chúng ta đang ở trong những cái tai vạ. Nhưng mà chúng ta chỉ xin Chúa cất đi tai vạ mà chúng ta quên rằng chúng ta cần phải hạ mình xuống, chúng ta cần phải cầu nguyện, chúng ta phải tìm kiếm mặt Chúa, rồi chúng ta phải nhận ra tội lỗi của mình, nhận ra cái con đường tà của mình, rồi mình ăn năn, mình trở lại, mình bỏ con đường tà, thì lúc đó Chúa Ngài mới cất khỏi tai vạ. Cho nên ngày hôm nay mình chưa cầu nguyện đủ, mình chưa có yêu thương đủ, mình chưa có chỉnh sửa cuộc đời của mình đủ, hãy trao mình trong tay của Chúa như một con chiên ngoan ngoãn nghe theo tiếng của người chăn, như một cái nhánh nho ngoan ngoãn để cho người trồng nho cắt và tỉa và chỉnh và luôn luôn dính vào trong gốc để chi, để kết quả và được sai trái, có nghĩa là nhiều trái, kết quả càng hơn. Và cho nên cái thi thiên này nhắc cho chúng ta nhớ đến sử ký nhì đoạn 7 câu 14 là chìa khóa để giúp cho chúng ta trong ngày hôm nay, những cơn gian trưng, những cái điều mà chúng ta muốn Chúa làm cho chúng ta đó, chúng ta phải xét lại như anh Toàn nói đó. Chúng ta phải xét lại xem những cái điều chúng ta cầu nguyện đó có đẹp lòng Chúa không? Mà tại sao Chúa không cho? Dạ, chúng ta xét lại và chúng ta nhớ ha. Đó là nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, trở lại, bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Chúng ta tin không ạ? Tin Chúa là đấng thành tín, tin Chúa sẽ tha thứ chúng ta không? Tin Chúa sẽ cứu chúng ta khỏi tai vạ không? Vậy thì hãy làm theo cái điều mà Chúa dạy đi. Dạ, xin Chúa giúp cho chúng ta. Dạ, cảm ơn Chúa. Cô Bình Nga cũng nói rằng xa ngã từ năm 2004 đến năm 2018 thì cô mới ăn năn với Chúa đó. Nhưng mà Chúa đã thương cô và cảm ơn Chúa. Chúa luôn luôn chờ đứa con trai quan đại trở về. Nhà Chúa nói rằng Chúa còn những con chiên đi lạc nữa. Chúa muốn tìm bà cô chú anh chị em. Nhiều khi mình đang là con chiên đi lạc mà Chúa tìm đó. Nhiều khi Chúa đang muốn mình quay trở lại đó. Mình vẫn là con chiên nhưng mà mình đang đi theo con đường tà. Nhà xin Chúa cho chúng ta trở lại, ăn năn trở lại với Chúa. Chúa là tình yêu. Chúa chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Dân nhất đoạn 4 câu 19 tuyệt vời lắm. Mong rằng qua bài học ngày hôm nay, nhóm của chúng ta là nhóm yêu thương của Chúa anh chị em. Cái kênh thì kênh Lợi Nguyễn Văn tại vì lại lập lên, nhưng mà nhóm của chúng ta là nhóm yêu thương đó. Và cảm ơn Chúa mỗi ngày Chúa nhắc chúng ta về tình yêu. Và trước hết chúng ta phải biết rằng Chúa yêu chúng ta trước. Yêu nhiều lắm. Ai mà chưa cảm nhận tình yêu của Chúa đọc Kinh Thánh đi. Dạ, thách thức đó, đọc Kinh Thánh đi. Có thể lúc đầu đọc khô lắm, có thể lúc đầu đọc buồn ngủ lắm, đọc đi, bởi vì đó là một cái thư tình mà Chúa dành cho chúng ta, Chúa gửi đến cho chúng ta đó. Có người hỏi rằng bây giờ tôi đọc Kinh Thánh tôi bắt đầu từ đâu? Dạ, có người hỏi như vậy. Dạ, nếu mà mình mới tin Chúa, mình không có biết nhiều, mình sợ cái sử ký, sợ cựu ước, mình cứ đọc Tân Ước. Bắt đầu từ Matthew, bốn sách Tin Lành mình đọc, mình sẽ thấy. Có nhiều người nói không, tôi muốn đọc Khải Huyền kia, tôi muốn được hiểu những cái lời sâu nhiệm ở trong Kinh Thánh, những điều cao sâu, những điều cơ bản mình còn chưa đọc. Tình yêu của Chúa mình chưa cảm nhận được, làm sao mình hiểu được những cái điều sâu xa hơn. Cho nên cảm ơn Chúa, nhóm chúng ta học từ Sáng Thế Ký cho đến bây giờ, từ Sáng Thế Ký cho đến Thi Thiên rồi. Và chúng ta đang tiếp tục đọc tiếp. Và cô chú anh chị em nào vào cái kênh của Lợi với nhóm học yêu thương này, cô chú anh chị em hoàn toàn có thể vào trong cái mục danh sách phát nghe lại, nghe ngán lắm cô chú anh chị em. Một bài học tới một tiếng mấy lần, mà từ Sáng Thế Ký tới bây giờ cô chú anh chị em có thể nghe cả năm hơn á. Dạ, nhưng mà mong rằng lời của Chúa ngọt ngào đến với mỗi chúng ta sẽ không thấy ngán. Dạ, xin Chúa giúp cho chúng ta và cứ đọc lời của Chúa. Hãy thách thức với mình và hứa với Chúa rằng Chúa ơi, con đọc lời của Chúa. Rồi cô chú anh chị em sẽ thấy lời của Chúa ngọt ngào lắm. Đọc nhưng mà để ý, bởi vì đó là thư tình mà. Để ý cái chỗ nào mà Chúa tỏ tình với mình á. Để ý cái chỗ nào mà Chúa nói rằng con ơi, ta yêu con lắm. Yêu con ta mới làm như thế này nè. Yêu con ta mới tha thứ thế này. Cô chú anh chị em mới thấy ngọt ngào. Dạ, còn mình đọc Kinh Thánh mình chỉ nghĩ như một câu chuyện. Như một đứa con nít nó nghe về một câu chuyện thôi thì không có thấy ngọt ngào đâu. Nhưng mà qua câu chuyện đó Chúa muốn gửi đến chúng ta lời yêu thương nào đó.
Dạ, chúng ta cảm nhận được điều đó, chúng ta sẽ thấy tình yêu của Chúa kỳ diệu. Dạ, mong rằng lời của Chúa sẽ ngọt ngào như là nước ngọt của mật ong ha. Dạ, dạ, cảm ơn Chúa. Hết giờ rồi, chị Thi Nga có nhắc nha. Xin lỗi cô chú anh chị em, bởi vì cô chú anh chị em cũng thông cảm mùa Covid mà mình đâu có đi ra ngoài đâu ha. Dạ, nhưng mà cái mùa Covid này cũng là thử thách đó. Bởi vì hồi đó đi làm thì mình dậy sớm, giờ không đi làm mình ngủ nướng nha. Dạ, xin Chúa giúp cho chúng ta. Dạ, xin lỗi cô chú anh chị em, hết giờ rồi. Cho nên lại xin ngưng cái bài học ở đây. Dạ, rồi. Cảm ơn Chúa. Em cũng chào anh Mười ha. Mai mốt cũng mong là anh Mười sẽ góp ý. Anh Mười cũng thông cảm, nhiều khi có nhiều cuộc gọi em không có nghe được, bởi vì em cũng khá là bận. Nhưng mà vào học chung thì em Cảm ơn Lợi nhiều quá nha. Cảm ơn nhóm học Kinh Thánh của Lợi nha. Dạ. Dạ rồi, sáng hôm nay thì Diễm đâu rồi, Diễm ơi, Diễm sẽ, bởi vì đúng ra là Thúy Ngọc, nhưng mà Thúy Ngọc cũng khá là bận, cho nên giờ này Diễm sẽ tôn vinh Chúa và sẽ cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa trong buổi sáng hôm nay Diễm mình được học lời của Chúa. Thì giờ này Diễm xin cầu nguyện để đáp ứng bài học. Xin ông bà anh chị em hãy ví lại để chúng ta dâng lời cầu nguyện lên cho Chúa. Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng con, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Chúa. Mỗi buổi sáng Ngài cho ông bà anh chị em chúng con được đến với Chúa, được học lời của Ngài. Cầu xin Chúa thì giờ này xin Chúa Thánh Linh Ngài giúp đỡ chúng con để buổi sáng hôm nay những lời gì mà chúng con học được ghi vào trong lòng của chúng con. Chúa Thánh Linh dẫn dắt chúng con để chúng con hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, Chúa dạy chúng con rằng chính Đức Chúa Giêsu là gốc nho, chúng con là nhánh nho. Thì Chúa ơi, thì giờ này xin Chúa cho lòng của chúng con được kết chặt với Chúa, cũng như nhánh nho được bám chặt vào gốc, để đời sống của chúng con được biến đổi bởi sức mạnh của Chúa, bởi quyền năng của Chúa, để chúng con được sống trên đất này bởi sự ban cho của Ngài, bởi sự dẫn dắt của Ngài, để đời sống của chúng con theo ý muốn của Ngài, để đời sống của chúng con có ích trong công việc nhà của Chúa. Vì lời của Chúa có nói chúng con hãy ra đi rao giảng lời của Ngài. Thì cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài đổ đầy trong chúng con sức mạnh, Ngài ban cho chúng con năng lực của Ngài, ban cho chúng con sự khôn ngoan để chúng con mạnh mẽ, chúng con bước ra đi và chúng con nói lời Chúa, để nhiều người anh em chúng con biết đến Chúa và tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Ôi Chúa ơi, xin Chúa giúp chúng con để chúng con biết kêu cầu danh của Ngài. Vì đời sống của chúng con ở thế gian này trong sự tối tăm, nhiều cám dỗ, nhiều sự khó khăn, xin Chúa giúp chúng con để chúng con biết kêu cầu nơi Chúa. Không phải là chúng con chỉ kêu cầu nơi Chúa một lần, hai lần, mà luôn luôn Chúa ơi. Bởi vì lời Chúa có hứa, các ngươi hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài giúp chúng con để chúng con sống trong lời của Chúa, và lời cầu nguyện của chúng con được đẹp ý Cha của chúng con ở trên trời, để đời sống của chúng con nhận được ơn phước của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Ôi Chúa ơi, xin Chúa Ngài thương chúng con, xin Chúa thương đất nước Việt Nam của chúng con thì giờ này, cũng như tất cả trên toàn thế giới. Cầu xin Chúa Ngài đón xem chúng con và giúp đỡ chúng con, gìn giữ chúng con, để chúng con được sự bình an của Ngài trong cơn dịch bệnh này. Chúa ơi, xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để mọi lòng của chúng con luôn hướng về Chúa trong sự cầu nguyện, hướng về Chúa trong sự dạy dỗ của Ngài, đời sống của chúng con mỗi ngày được đến với Chúa hơn. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Cầu xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ anh chị em chúng con, ông bà chúng con, những ai đang mệt mỏi do thiếu thốn. Bởi vì Chúa ơi, hiện tại bây giờ dịch bệnh rất là nhiều, nhiều anh chị em chúng con, ông bà chúng con không có
việc làm, cũng như kinh tế gặp khó khăn, cũng như là chúng con thiếu thốn mọi bề. Cầu xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con, xin Chúa Ngài chu cấp cho chúng con, để chúng con thấy được tình yêu của Ngài, sự ban cho của Chúa và sự gìn giữ của Chúa trên cuộc đời của chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con một lần nữa, Chúa ơi, xin gìn giữ chúng con trong ơn phúc của Ngài, trong sự tệ trị của Chúa, chúng con được bình an, con cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa Ngài cũng ở cùng và chữa lành cho tất cả ông bà, chị em chúng con, những ai đang bị đau bệnh trong thân thể, những ai đang bị mệt mỏi về những điều mà trong lòng còn nặng nề, cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài đến đổ đầy trong chúng con sự bình an của Chúa và sự ban cho của Ngài, để chúng con đến với Chúa trong sự vui mừng, trong sự phước hạnh. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Xin Chúa Ngài cũng ban ơn trên chúng con một ngày mới ở Việt Nam, cũng như là tất cả ông bà chị em chúng con ở nước ngoài vào buổi tối. Chúa ở cùng và ban bình an cho chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều. Con dâng lên cho Chúa mọi lời cầu nguyện. Con nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Để kết thúc bài học diễn sinh tôn vinh Chúa, bài thánh ca 52 quanh đêm luôn Ngài. Dâng bình tình nguyện Chúa, đưa bầy chiên đến ngoài, đời tôi xin quyết nương cậy Ngài. Đồng có xanh tươi ngọt tuổi ngon thai, ơn Ngài vô cùng lắm lắm. Quanh đêm lúc Ngài đã thay Chúa, dân dân đây thật tôi tin Ngài, thật tôi nhận lần nghe khi trước nay Chúa mang hồn tôi cực nhọc hóa ra thánh thơ. Vì đường hẹp hòi vui, xin Ngài hộ tôi hoài, cho tôi đủ sức theo kịp Ngài. Vì cơ thánh danh Ngài đưa tôi nay, tâm hồn ca tụng Chúa đây. Quanh đi Ngài đã thay Chúa, dân dân đây thật tôi tin Ngài, thật tôi nhận Ngài. Lần nghe khi trước nay Chúa mang hồn tôi cực nhọc hóa ra thánh thơ. Dẫu gặp chẳng đường khó, đứng đầu cũng tư thần, Ngài đưa tôi bước không Ngài thật. Giờ Chúa lâu trọn đời hoang vắng, gây gì tôi chạy chỉ ngon. Quân đi em Ngài đã thay Chúa, dân dân đây thật tôi tin Ngài, thật tôi nhận Ngài. Lần này khi trước nay Chúa mang hồ đôi cực nhọc hóa ra thân thân. Lần này khi trước nay Chúa mang hồ đôi cực nhọc hóa ra thân thân. Amen. Cảm tạ ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Dạ, giờ này chúng ta sẽ tạm biệt nhau. Lại xin chào tạm biệt cô chú anh chị em ở trong phòng Zoom. Dạ, lại sẽ rời phòng Zoom, nhưng mà phòng Zoom sẽ vẫn ở lại. Có cô Thiết Ly sẽ cùng tâm tình với tất cả cô chú anh chị em. Dạ, lại xin rời. Dạ, rồi. Lại cũng xin được kết thúc, cũng xin lỗi cô chú anh chị em bị trễ giờ.
Dạ, mong Chúa anh chị em cũng tham cảm. Chúa cùng tất cả chúng ta. Xin kính chào tạm biệt.